Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 100. Trong tiếng cười, Dương Bách Xuyên lại trông thấy một nhóm người đã đi tới rìa ánh sáng. Bọn họ cũng không bước vào phạm vi trọng lực. Trong mắt Dương Bách Xuyên, người này cũng có tu vi độ kiếp hậu kỳ, ngoại hình và cách ăn mặc cho thấy đối phương là một người đàn ông trung niên. Thật ra người tu chân đến cấp bậc này, tuổi tác chỉ là thứ yếu. Mấu chốt phải xem thực lực. Mái tóc đỏ của người này được tết thành từng bím nhỏ chừng đầu ngón tay, phần đuôi mỗi bím tóc đều treo một con dao ba tấc, sau lưng đeo một thanh đao cực lớn. Người đàn ông này để trần thân trên, tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác thô kệch, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo không kém gì thanh niên mặc chiến giáp. Cương Thi Long, con mẹ nó ngươi muốn đánh nhau phải không? Thẩm Bạch trợn mắt, hai mắt như phun ra lửa. Trong mắt Dương Bách Xuyên, thanh niên mặc chiến giáp bị người đàn ông để trần thân trên gọi là tiểu bạch kiểm dường như rất giận đối phương, nhưng trong mắt có sự e dè, không thật sự ra tay. Đánh thì đánh, Khương Thế Long ta sợ ngươi chắc. Người đàn ông này tên thật là Khương Thế Long, đến từ thánh địa Đao Trùng. 9 thánh địa lớn đều quen biết nhau, cũng so bì với nhau, mức độ thân sơ khác biệt. Đao Trùng và thần Phù Linh Tông không cùng đường. Khương Thế Long và Thẩm Bạch đều là đệ tử tinh anh của mỗi thánh địa. Đệ tử trong 9 thánh địa lớn có những trận thi đấu quy mô nhỏ. Mọi người đều biết Khương Thế Long không thích Thẩm Bạch cũng chẳng ưa Khương Thế Long. Hai người đều chế giễu biệt danh của đối phương, Tiểu Bạch Kiểm và Cương Thi Long. Bọn họ miệng thì bảo đánh nhưng không có ý định đánh thật, bởi vì cả hai đều biết hai bên đánh ngang tài ngang sức, nhưng mồm mép không bao giờ chịu thua. Khương Thế Long nhìn Thẩm Bạch, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên, xin chào vị huynh đệ phía trước, tại hạ là Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Trùng. Tên ẻo lả này là Thẩm Bạch của Thần Phù Linh Tông. Nếu ngươi đánh hắn, ta sẽ giúp ngươi, ha ha. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết thân phận của hai người. Có thể coi như hắn từng tiếp xúc với Thần Phù Linh Tông, nhưng Thánh Địa Đao Trùng thì là lần đầu tiên. Trong 9 thánh địa lớn, Thánh Địa Đao Trùng bị tu chân giới gọi là Thánh Địa Ma Đao. Nghe nói người của thánh địa này đều là kẻ điên luyện đao, ra tay tàn nhẫn khát máu, cho nên mới có danh hiệu ma đao. Dương Bách Xuyên đã xác định thân phận của Thẩm Bạch, nghe tên thì dường như hắn ta và Thẩm Dạ có quan hệ. Sao Dương Bách Xuyên lại không hiểu ý của Khương Thế Long kia chứ? Nghe có vẻ Khương Thế Long đứng về phía hắn, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như người đàn ông thô kệch này đang châm ngòi ly gián hắn và Thẩm Bạch. Hành động này khiến Dương Bách Xuyên nâng cao cảnh giác. Thầm nghĩ tên Khương Thế Long này không phải đèn cạn dầu, thoạt nhìn là người đàn ông thô kệch nhưng e là nội tâm tinh tế. Thẩm Bạch bị Khương Thế Long gọi là Tiểu Bạch Kiểm thì trái ngược, nhìn có vẻ lanh lợi nhưng e là đầu óc bã đậu. Khoảng cách giữa hai bên là mấy chục mét, Dương Bách Xuyên chỉ muốn đi vào hành cung Thiên Yêu hành cung, hiện tại hắn bơ đẹp hai người này là lựa chọn tốt nhất. Có trời mới biết đám người thánh địa này nghĩ cái gì. Chưa chừng bọn họ muốn giết sạch người bên ngoài thánh địa để độc chiếm lợi ích trong Thiên Yêu hành cung đấy. Dương Bách Xuyên nhìn Khương Thế Long và Thẩm Bạch, cười nhạt một tiếng rồi không đếm xỉa tới bọn họ nữa. Hắn nói với Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, chúng ta đi thôi. Quãng đường 300 mét với trọng lực cường đại, bọn họ còn chưa đi được 100 mét. Hai người phía sau thấy Dương Bách Xuyên phất lờ mình, vốn là dáng vẻ sắp đánh nhau giờ lại nhìn nhau. Thẩm Bạch hừ lạnh, Cương Thi Long, xem ra tên nhãi này không ngốc. Sao nào, cứ thế trơ mắt nhìn tên nhãi này đến trước giành trước sao? Tiểu Bạch Kiểm, nếu ngươi sợ ba tầng trọng lực của Thiên Yêu hành cung thì cứ chờ, lão tử đi trước. Ba tầng trọng lực thôi mà, vừa hay có thể tôi luyện nhục thể. Một thằng nhóc vô danh và một tiểu cô nương cũng dám xông vào, Khương Thế Long ta còn sợ chắc. Tóm lại là ta đi trước đây, không đợi các ngươi đâu. Trong lúc nói chuyện, Khương Thế Long đã bước vào ánh sáng trọng lực, đột nhiên toàn thân vang lên tiếng rắc. Thẩm Bạch đào mắt lia lịa, thấy Khương Thế Long đã bước vào hắn ta cũng phất tay nói với thuộc hạ phía sau chúng ta không đợi nữa. Chẳng phải là trọng lực sao, tốn chút thời gian mà thôi. Kỳ thực mỗi lần Thiên Yêu hành cung mở ra, 9 thánh địa lớn đều đã thống nhất ý kiến, đệ tử mỗi đời của 9 thánh địa lớn cùng tiến cùng lùi. Trọng lực của cửa này chia thành 3 tầng. Hết tầng này đến tầng khác. Người của 9 thánh địa lớn lập trận pháp, hợp tác với nhau tiến vào thì dễ dàng hơn. Nhưng lần này Dương Bách Xuyên đã phá vỡ quy tắc,
Khương Thế Long của Đao Chủng đã vào trước thì Thẩm Bạch cũng kệ luôn, sẽ không chờ người của thánh địa khác. Trong Thiên Yêu Hành Cung có bảo vật, ai vào trước thì chiếm được tiên cơ. Lúc này Dương Bách Xuyên đã nghe tường tận cuộc đối thoại của Thẩm Bạch và Khương Thế Long, trong lòng cười lạnh, quả nhiên đệ tử của những thánh địa này không đáng tin, trông ai cũng ngu ngốc nhưng thật ra nham hiểm vô cùng. May mà mình không sáp vào bọn họ. Khương Thế Long ở phía sau đi từng bước, có vẻ như nhục thể của người đàn ông này không tệ, bước đi vững vàng. Sáu thuộc hạ đằng sau hắn ta thì gian nan hơn, nhưng không yếu, đã có sự chuẩn bị trước để ứng phó với trọng lực, tốc độ tuy không nhanh nhưng cũng không chậm. Sau đó, Dương Bách Xuyên phát hiện Thẩm Bạch cũng dẫn người đi theo. Hiện tại việc hắn có thể làm là cùng với Lục Yên Chi đi nhanh hơn. May mà Khương Thế Long và Thẩm Bạch phía sau còn cách bọn họ hơn 20 mét. Khoảng cách 20 mét ngắn ngủi, trọng lực có sự chênh lệch rất lớn. Người phía sau muốn đuổi kịp hoặc là vượt qua hắn và Lục Yên Chi không phải chuyện dễ. Đi thêm vài bước kéo dài khoảng cách đến 30 mét, nhóm Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đã dần quen với trọng lực, bước đi nhanh hơn. Nhất là sau khi Dương Bách Xuyên sử dụng càn khôn tôi thể quyết, hắn cảm thấy áp lực trên người ngày càng nhẹ đi. Tuy nhiên, Khương Thế Long đằng sau cũng tăng tốc, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, thoáng cái đã kéo gần khoảng cách còn 10 mét. Không biết Thẩm Bạch dùng thủ đoạn bí pháp gì, phù văn trên chiến giáp lóe sáng, hắn ta cũng tăng tốc, bước đi như bình thường. Khương Thế Long cười ha hả nói với Dương Bách Xuyên, vị huynh đệ phía trước chờ chúng ta đi cùng nào. Chẳng hay tiểu huynh đệ tên gì, sư thừa ở đâu. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Sau khi Khương Thế Long kéo gần khoảng cách, hắn có hơi sốt ruột, rất sợ những đệ tử thánh địa này đuổi kịp. Có điều lần này hắn định trả lời Khương Thế Long, nếu không sẽ bị tên này coi thường đúng không? Tại hạ Dương Bách Xuyên, đến từ nơi sơn dã không đáng để Khương huynh nhắc tới, cho nên không đợi Khương huynh đi cùng. Dương Bách Xuyên từ chối Khương Thế Long. Dương Bách Xuyên, nghe quen quen. Dường như Khương Thế Long nhớ ra chuyện gì đó. Sau đó, hắn hét to, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là Dương Bách Xuyên, chỗ bia khảo nghiệm Ngân Hà đúng không? Suýt chút nữa thì Khương Thế Long nói Dương Bách Xuyên là người làm vỡ bia khảo nghiệm Ngân Hà, may mà phanh kịp. E là bản thân Dương Bách Xuyên cũng không biết chuyện này, nhưng chín thánh địa lớn đều chấn động, tất cả đều cho rằng phải lôi kéo người có tiềm lực thiên phú có thể so với cổ thánh chủ như Dương Bách Xuyên vào thánh địa của mình. Nghĩ tới đây, Khương Thế Long lại nhìn cô gái bên cạnh Dương Bách Xuyên. Theo tin tức, cô gái đi cùng Dương Bách Xuyên cũng có thiên phú tuyệt vời, tên là Lục Yên Chi gì đó. Trước khi đi, thánh chủ đã đích thân dặn dò hắn ta phải lôi kéo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi vào thánh địa Đao Chủng. Tin tức về Lục Yên Chi cũng rất vang dội. Nhục thể cấp 10, chân khí cấp 10, nguyên thần cấp 10, tam lực hợp thập viên mãn, tiềm lực thiên phú nhân trung long phượng. Ở chín thánh địa lớn, thiên phú bậc này cũng hiếm thấy. Sau khi nhớ ra chuyện này, Khương Thế Long cười ha hả, ra sức đuổi theo Dương Bách Xuyên. Hắn ta sử dụng thuật nhục thể, toàn thân lại nổ đôm nốt lần nữa. Khương Thế Long nói, Dương huynh đệ, Yên Chi cô nương, nghe danh đã lâu. Trong khảo nghiệm ở Tinh Cương Ngân Hà, Yên Chi cô nương là tam lực hợp thập viên mãn, thiên phú nhân trung long phượng. Dương huynh tuy không làm cho bia khảo nghiệm phát sáng, nhưng Khương mỗ tin rằng Dương huynh cũng là người có thiên phú hơn người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai vị đạo hữu, Khương mỗ thuộc thánh địa Đao Chủng, là đệ tử thân truyền của thánh chủ. Hiện tại Khương mỗ chính thức mời hai vị gia nhập thánh địa Đao Chủng, sau này sẽ cung cấp cho các ngươi tài nguyên tu luyện tốt nhất tu chân giới. Ba chúng ta cũng có thể cùng xông sáo Thiên Yêu Hành Cung, đây là chuyện tốt mà. Hai vị chờ Khương mỗ với, chúng ta đi cùng nhau. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nhìn nhau câm nín. Không ngờ Khương Thế Long lại nhiệt tình như thế, lúc thì gọi huynh đệ, lúc thì gọi đạo hữu, thẳng thắn mời bọn họ gia nhập thánh địa Đao Chủng. Song điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là nghe ý của Khương Thế Long thì hình như đối phương biết hắn và Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc thì hiểu ra, lúc bọn họ tiến vào Thái Hoang đã tiến hành kiểm tra trên bia khảo nghiệm, tin tức được ghi lại, người của thánh địa muốn tìm hiểu về bọn họ không phải chuyện khó. Điều quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên cho rằng mấy thánh địa lớn đã biết thiên phú khảo nghiệm tam lực hợp thập viên mãn của Lục Yên Chi,
hoặc là chuyện hắn làm vỡ bia khảo nghiệm lúc kiểm tra. Vì vậy, chắc hẳn mấy thánh địa lớn đã tìm hiểu về hắn và Lục Yên Chi. Lúc trước hắn đấu với Trình Vĩ Khang, sau khi Trình Vĩ Khang biết tên của hắn cũng kinh ngạc thấy rõ, mà lúc này Khương Thế Long càng thẳng thắn hơn. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là 9 tấm bia khảo nghiệm trong truyền thuyết có liên kết với nhau. Người của 9 thánh địa lớn đã biết chuyện hắn làm vỡ bia khảo nghiệm Ngân Hà. Từ lời nói của Khương Thế Long, Dương Bách Xuyên nhận thấy dường như Khương Thế Long coi trọng hắn, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ việc mình làm vỡ bia khảo nghiệm cho thấy thiên phú của hắn chẳng những không phải phế vật, mà trái lại còn là thiên tài. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn dự định giữ khoảng cách với đám đệ tử thánh địa. Những người này không có ai là đèn cạn dầu. Lúc này người ta mở lời lôi kéo mình, nhưng ai biết lát nữa sẽ ra sao. Vì vậy, Dương Bách Xuyên kéo Lục Yên Chi đi nhanh hơn, có điều ngoài miệng vẫn nói với Khương Thế Long, tại hạ quen lười biếng rồi, sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào. Cảm ơn ý tốt của Khương huynh, Thiên Yêu Hành Cung sắp mở ra rồi, chúng ta ai làm việc nấy, tránh gây phiền phức cho Khương huynh. Đương nhiên, nếu Khương huynh có chuyện gì, Dương Mỗ cũng vui vẻ giúp đỡ. Dương Bách Xuyên từ chối Khương Thế Long, nhưng cũng không nói tuyệt tình, bởi vì hắn không muốn Khương Thế Long ghi hận. Đồng thời hắn cũng tỏ rõ lập trường mình sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lúc này Thẩm Bạch đã đuổi kịp Khương Thế Long, trong lòng nảy sinh cảm xúc chán ghét. Hắn ta không ngờ hai người phía trước lại là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đã làm chấn động 9 thánh địa lớn. Tiềm lực thiên phú khảo nghiệm siêu việt khiến cả 9 thánh địa lớn dục dịch. Khương Thế Long lôi kéo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, thần phù linh tông của Thẩm Bạch tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trước khi đi, Thẩm Bạch cũng được thánh chủ dặn dò, bảo hắn ta nghĩ cách lôi kéo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Nhưng còn có câu, cho dù không lôi kéo được cũng không thể để cho Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi gia nhập thánh địa khác. Từ xưa đến nay, giữa 9 thánh địa lớn không hề êm đẹp. Chỉ là ngoài mặt tỏ ra thái bình mà thôi. Thấy Dương Bách Xuyên nghiêm túc từ chối Khương Thế Long, Thẩm Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn ta đã mắng Dương Bách Xuyên, lúc này không tiện mở lời lôi kéo. Hắn ta thầm suy tính trong lòng, chỉ có thể tìm cơ hội lôi kéo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Nếu có thể lôi kéo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi vào thần phù linh tông, hắn ta có công lớn, lợi ích khỏi phải bàn. Dương Bách Xuyên từ chối khiến Khương Thế Long không vui, trong mắt bùng lên lửa giận. Nhưng nghe thấy câu cuối cùng của Dương Bách Xuyên, hắn ta cũng nén giận. Chỉ cần không nói tuyệt tình thì vẫn còn cơ hội. Trước khi đi, Thánh Chủ đã nói nếu hắn ta lôi kéo được Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi vào Thánh Địa Đao Chủng thì sẽ cho hắn ta vào Thần Đao Chủng. Bên trong Thần Đao Chủng của Thánh Địa Đao Chủng là nơi thần đao của các Thánh Chủ bao đời trước yên nghỉ, có đại truyền thừa. Nói rồi đấy nhé. Dương huynh không cần lo lắng, Thiên Yêu Hành Cung vô cùng nguy hiểm, Khương Mỗ sẽ bảo vệ ngươi. Dù ngươi không gia nhập Thánh Địa Đao Chủng, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, đúng không? Ý là Khương Thế Long sẽ không từ bỏ ý định lôi kéo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Thẩm Bạch phía sau châm biếm, Cương Thi Long, ngươi mặt dày mày dạn quá đấy. Dương huynh đệ không muốn bị ngươi quấy dày, ai thèm tu luyện truyền thừa đao chủng các ngươi chứ? Thiên tài như Dương huynh và Yên Chi cô nương nên gia nhập thần phù linh tông chúng ta, tu hành con đường thần phù độc nhất vô nhị trên thế gian mới phải. Dương huynh và Yên Chi cô nương thấy có đúng không? Rốt cuộc thì lúc này Thẩm Bạch cũng tìm được chỗ tiếp lời, xen vào cuộc đối thoại giữa Khương Thế Long và Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi. Thẩm Bạch giống như đã quên bén chuyện trước đó hắn ta mắng chửi Dương Bách Xuyên, lúc này vẫn có thể mở lời lôi kéo, từ đó có thể thấy ra mặt dày cỡ nào. Hắn ta nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Tiểu Bạch kiểm ngươi không cần thể diện nữa hả? Khương Thế Long dừng lại, quay đầu híp mắt nhìn Thẩm Bạch cách mình 3 mét. Vừa thấy dáng vẻ Khương Thế Long và Thẩm Bạch sắp đối đầu nhau, Dương Bách Xuyên lập tức vui vẻ, ước gì bọn họ bắt đầu đánh luôn. Nhưng mà hắn biết những đệ tử thánh địa này không dễ dàng đánh nhau như vậy, cửu đại thánh địa là một tổng thể, có thể nói là đại diện cho một nhóm lợi ích. Những người này tranh đấu qua lại, nhưng về đối ngoại lại là nhất trí. Giữa những người này chắc là không chạm đến lợi ích của bản thân thì sẽ không thật sự chém giết. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên phát hiện hai người chỉ cãi nhau, Thẩm Bạch cãi lại, Khương Thế Long trông có vẻ giận dữ chửi bới, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chiếm thượng phong. Nhân lúc hai người tranh cãi,
Dương Bách Xuyên bước ra 100 mét, sau đó hắn cảm thấy trọng lực lại gia tăng rồi. Chỉ là bây giờ có sự thích ứng của lúc trước, mặc dù trọng lực lần này đột nhiên gia tăng, nhưng Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi không còn thảm hại như lúc ban đầu. Dương Bách Xuyên có càn khôn tôi thể quyết nên cũng không sao cả, vì hắn phát hiện tuy trọng lực nơi này gia tăng, nhưng càn khôn tôi thể quyết của hắn cũng vận chuyển nhanh hơn, giảm nhẹ áp lực dưới trọng lực to lớn. Hắn nhìn Lục Yên Chi hỏi, Yên Chi, người thế nào? Ta không sao, chút trọng lực này vẫn chưa tới cực hạn chịu đựng của ta. Trông sắc mặt Lục Yên Chi đỏ bừng, nhưng vẫn kiên trì như cũ. Thú ngũ hành cũng lấp lóe ánh sáng 5 màu, không có gì khác thường, nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên nhìn bằng con mắt khác là đá đả tiên vẫn lăn dưới đất, trông như không có ảnh hưởng lớn đối với nó. Dương Bách Xuyên yên tâm, nói với mấy người, chúng ta phải đi nhanh hơn rồi, các người đi trước, ta đi phía sau, những đệ tử thánh địa này đều không đơn giản, chúng ta không thể dây dưa với bọn họ. Bây giờ còn dễ nói, mới có 2 nhà đao chủng và thần phù linh tông, thời gian dài mấy nhà khác đều đến, thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn, Trình Vĩ Khang của thánh địa vạn linh kia là kẻ chạy trốn, chúng ta đã đắc tội một thánh địa trong số cửu đại thánh địa, cho nên phải nhanh lên chút. Nghe vậy, sắc mặt Lục Yên Chi hơi đau khổ, nói, Dương đại ca, thật ra ta đi không nhanh, để ta dùng độc còn được, nhục thân của ta chống trọng lực không mạnh, nói đến cuối cùng. Sắc mặt Lục Yên Chi trở đỏ, cho rằng bản thân đã gây trở ngại. Dương Bách Xuyên sửng sốt, thầm mắng bản thân sơ ý, không phải tất cả mọi người đều tu luyện càn khôn tôi thể quyết. Lúc vừa định lên tiếng, thú ngũ hành đã nhỏ giọng nói, chủ nhân, chủ mẫu, thực ra các ngươi không cần lo lắng, ta có cách đối phó với chút trọng lực này, he he. Ngươi, Dương Bách Xuyên kinh ngạc, lúc trước hắn thấy thú ngũ hành cũng suýt nữa bị đè bẹp xuống. Bây giờ tên này lại nói hắn ta có cách đối phó với trọng lực. Thú ngũ hành giống như biết điều Dương Bách Xuyên nghĩ trong lòng, cười he he nói, chủ nhân không cần nghi ngờ, lẽ nào chủ nhân quên bản vương là thú ngũ hành rồi à? Lực ngũ hành trời đất đều nằm trong một ý niệm của bản vương, trọng lực ở đây thật ra cũng là lực ngũ hành trời đất tạo thành, chỉ là từng tầng chồng lên nhau mà hình thành uy áp trọng lực to lớn. Chỉ cần bản vương muốn thì lúc nào cũng có thể chống lên một vùng trời cho mọi người, he he. Sao lúc trước ngươi suýt nữa bị đè bẹp vậy? Dương Bách Xuyên không tin nói. Khụ khụ, lúc trước không phải chưa có chuẩn bị à, ai có thể ngờ tới nơi này sẽ có trọng lực to lớn xuất hiện, bây giờ bản vương đã hiểu rõ quy tắc chồng lên của trọng lực ở đây, có thể chống lên không gian không trọng lực trong phạm vi 3 mét một cách rất nhẹ nhàng. Chủ nhân, ngươi cảm nhận một lát là biết. Trong lúc nói chuyện, toàn thân thú ngũ hành đột nhiên tản ra dao động năng lượng, nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được điều này. Ngay sau đó, quả nhiên hắn đã cảm thấy trọng lực bao phủ trên người biến mất. Ế, đúng là không còn rồi. Lục Yên Chi ngạc nhiên kêu lên. Dương Bách Xuyên lập tức cười, trong cảm nhận của hắn, trọng lực hình thành trong phạm vi 3 mét lấy thú ngũ hành làm trung tâm đã biến mất, cũng tức là bây giờ bọn họ có thể chạy bất cứ lúc nào. Hắn làm động tác suỵt với thú ngũ hành và Lục Yên Chi, đừng rêu rao. Có lẽ ưu thế này có thể mang lại thu hoạch bất ngờ cho chúng ta hơi tăng nhanh bước chân chút, không thể rõ ràng quá, đi thôi. Giờ phút này trong đầu Dương Mỗ đã xuất hiện một vài cảnh tượng, trong lòng trở nên vui vẻ, ra hiệu cho Lục Yên Chi và đá đả tiên áp sát thú ngũ hành chút, sải bước đi về phía trước. Có thiên phú nghịch thiên này của thú ngũ hành, trọng lực trên người bọn họ đều biến mất, rất nhanh đã đi được mấy chục mét. Bỏ mặc Khương Thế Long và Thẩm Bạch còn đang chống đối lẫn nhau ở xa tít phía sau. Đợi sau khi hai người phản ứng lại, đám người Dương Bách Xuyên đã vượt qua hai bọn họ hơn 100 mét, bước vào khu vực trọng lực thứ 3 rồi. Ê, Dương huynh đệ, Yên Chi cô nương chờ ta với, Khương Thế Long không cãi nhau với Thẩm Bạch nữa, nhấc chân đuổi theo, nhưng đợi hắn ta đi được 4-5 bước, đám người Dương Bách Xuyên đã biến mất trong cổng lớn của Thiên Yêu Hành Cung. Lúc này Khương Thế Long mới phản ứng lại, tự nói, không đúng, sao bỗng nhiên bọn họ đi nhanh như vậy? Đâu chỉ là đi, chẳng khác mẹ gì là đang chạy, Thẩm Bạch tới bên cạnh Khương Thế Long, nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Khương Thế Long hỏi. Sao Thẩm Bạch biết được nhóm Dương Bách Xuyên là chuyện gì, nhưng Khương Thế Long hỏi như vậy, vẻ mặt hắn ta nghiêm chỉnh, gật đầu nói, đương nhiên rồi. Bổn thiếu tất nhiên đã nhìn ra trên người Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện gì.
Xảy ra chuyện gì? Khương Thế Long hỏi. Dựa vào cái gì phải nói cho tên rồng cương thi ngươi biết? Thẩm Bạch hừ lạnh, trực tiếp vượt qua Khương Thế Long tiếp tục đi về phía trước. Ngươi, Khương Thế Long tức tới nghiến răng nghiến lợi. Hai người đang cãi nhau, phía sau đã vang lên tiếng nói, Khương huynh, Thẩm huynh. Khương Thế Long và Thẩm Bạch quay đầu nhìn. Trình Vĩ Khang, hai người đồng thanh. Người tới chính là Trình Vĩ Khang của Thánh Địa Vạn Linh. Thế hệ thanh niên của cửu đại Thánh Địa đều quen biết lẫn nhau, không có ai không quen biết ai. Trong mắt Khương Thế Long và Thẩm Bạch, tốc độ của Trình Vĩ Khang rất nhanh, có 10 đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh đi theo phía sau hắn ta, hai người cũng quen biết người dẫn đầu, đó là người xuất sắc của Điện Vạn Thánh Thánh Địa Vạn Linh, Lãnh Tiêu Dật. Thực lực không tầm thường. Trình Vĩ Khang là con trai út được Vạn Linh Thánh Mẫu yêu thương nhất, thân phận địa vị ở Thánh Địa Vạn Linh chỉ dưới thánh tử, ra ngoài lăn lộn mọi người đều phải nể mặt chút. Khương Thế Long và Thẩm Bạch cũng như vậy, cho nên hai người một trước một sau dừng lại chờ Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Dật bước tới, thuộc hạ của hai bọn họ cũng ở phía sau, dứt khoát chờ nhau đi cùng là được. Mấy phút sau, Trình Vĩ Khang đã đến bên cạnh Khương Thế Long và Thẩm Bạch, hai bên chào hỏi xong. Trình Vĩ Khang hỏi thẳng, Trình huynh, Thẩm huynh có từng thấy một thanh niên tóc trắng và một nữ tử xinh đẹp không? Người nói là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi à? Khương Thế Long buột miệng nói ra. Trình Vĩ Khang sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã gật đầu, đúng, tiểu tử kia chính là Dương Bách Xuyên, Khương huynh từng gặp ư? Đâu chỉ từng gặp, Khương mỗ cũng muốn mời Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi gia nhập Thánh Địa Đao Chủng, đáng tiếc người ta không có hứng. Ta đoán Trình huynh chắc cũng không có kịch đâu, he he. Khương Thế Long cười nói. Có điều tiếp theo hắn lại nghe Trình Vĩ Khang sát khí hừng hực nói, ta không cần loại hèn hạ đó gia nhập Thánh Địa Vạn Linh của ta, ta muốn băm vụn xác hắn. Dám hỏi Khương huynh, tiểu tử kia có phải đã vào Thiên Yêu Hành Cung trước các ngươi rồi không? Nửa tháng trước Trình Vĩ Khang được Lãnh Tiêu Dật tìm thấy, lúc này mới biết Vạn Linh Thánh mẫu mẹ hắn ta nổi trận lôi đình. Còn biết Dương Bách Xuyên vậy mà đã luyện hóa pháp trưởng Vạn Linh của Vạn Linh Thánh mẫu mẹ hắn ta, khiến cho Vạn Linh Thánh mẫu và thập đại trưởng lão phẫn nộ, đã phái trưởng lão thứ 10 Võ Văn Trạch và Lãnh Tiêu Dật dẫn theo 10 sư huynh đệ Điện Vạn Thánh đến giúp hắn ta. Giúp hắn ta chém giết Dương Bách Xuyên, đoạt lại pháp trưởng Vạn Linh từ trong tay Dương Bách Xuyên, pháp trưởng Vạn Linh là tượng trưng truyền thừa của thánh chủ thánh mẫu các thế hệ, đó là thứ tuyệt đối không thể đánh mất. Nếu như không lấy lại được pháp trưởng Vạn Linh, Trình Vĩ Khang có thể tưởng tượng điều chờ đợi hắn ta sẽ là sự trừng phạt của Thánh Điện, càng biết dụng ý mẹ hắn ta không tiếc phái ra thập trưởng lão Võ Văn Trạch cấp bậc địa tiên tam truyền và 10 đệ tử tinh anh là để giúp hắn lần cuối cùng. Nếu như thật sự không lấy lại được pháp trưởng Vạn Linh, thì hắn ta chỉ có một con đường chết. Lúc này trưởng lão thứ 10 Võ Văn Trạch còn chưa đến nơi, lão ta không đi cùng với Lãnh Tiêu Dật, mà là từ tấm chắn pháp tắc qua đây. Cần áp chế cảnh giới tiêu hao thủ đoạn. Vốn nên đợi trưởng lão thứ 10, nhưng sau khi Trình Vĩ Khang khôi phục vết thương, đã sử dụng khí tức để lại trên người Dương Bách Xuyên mà đuổi theo tới đây. Dương Bách Xuyên đã tiến vào Thiên Yêu Hành Cung, hắn ta càng không muốn chờ trưởng lão thứ 10 Võ Văn Trạch nữa, trực tiếp đuổi đến Thiên Yêu Hành Cung với Lãnh Tiêu Dật. Sở dĩ hắn ta hỏi Khương Thế Long và Thẩm Bạch chính là muốn xác nhận lại hành tung của Dương Bách Xuyên. Bây giờ xem ra quả thật Dương Bách Xuyên đã tiến vào Thiên Yêu Hành Cung rồi. Sau khi vội vàng chào hỏi Khương Thế Long và Thẩm Bạch, Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Dật đã trực tiếp sải bước đi về phía trước, hắn ta phải giết Dương Bách Xuyên, đoạt lại pháp trượng Vạn Linh của mẹ hắn ta. Nhưng Trình Vĩ Khang đi chưa được mấy bước thì đột ngột dừng lại quay đầu nhìn Thẩm Bạch nói, à đúng rồi Thẩm huynh, bỗng dưng ta nhớ tới một chuyện. Thẩm Bạch sửng sốt hỏi, chuyện gì vậy? Ta từng thấy Dương Bách Xuyên giữ một lá bùa long lân. Trình Vĩ Khang nhẹ nhàng nói xong thì lập tức đi về phía trước, hắn ta cùng 10 người Lãnh Tiêu Dật tạo thành trận pháp, tốc độ đi lại trong trọng lực lại nhanh hơn Thẩm Bạch và Khương Thế Long không ít. Thẩm Bạch nghe được lời này của Trình Vĩ Khang tức thì toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng, chờ lúc hắn ta lấy lại tinh thần thì Trình Vĩ Khang đã đi xa. Bùa long lân. Khi ấy tổ tông thần phù Linh Tông bọn họ truyền xuống thần phù. Toàn bộ thần phù Linh Tông từ xưa đến nay chỉ có 3 lá bùa long lân, nói một cách nghiêm túc thì bùa long lân đã vượt qua phạm vi bùa chú, nó vừa là pháp khí vừa là bùa chú, có thể tuần hoàn sử dụng vô hạn.
Lá bùa long lân thứ nhất đã bị thất lạc từ lâu, lá thứ hai ở trong tay các đời thánh chủ truyền thừa, còn lá thứ ba đến bây giờ vẫn luôn nằm trong tay đại trưởng lão thần Phù Linh Tông, cũng chính là gia gia hắn nắm giữ. Nhưng điều làm cho Thẩm Bạch tức giận chính là, lúc tiến vào Thái Hoang, lão bất tử đã đưa bùa long lân cho ca ca hắn ta là Thẩm Dạ, điều này làm cho Thẩm Bạch vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng chung quy hắn ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Kỳ thực hắn ta vẫn luôn nhớ thương bùa long lân, chỉ là hắn ta không có bất kỳ cơ hội nào để có thể sở hữu nó. Hắn ta và ca ca mình tức Thẩm Dạ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, cho nên quan hệ giữa hai người chưa bao giờ tốt. Hơn nữa từ trước đến nay Thẩm Dạ là người quái gở, hắn thích độc lai độc vãng, sau khi tiến vào Thái Hoang bọn họ tự mình làm việc. Thậm chí Thẩm Bạch còn muốn chém chết Thẩm Dạ để chiếm đoạt bùa long lân nhưng không dám, bởi nếu hắn ta thật sự làm như vậy, dù cầm bùa long lân trong tay hắn ta cũng không dám quang minh chính đại mang ra sử dụng. Mà bây giờ Trình Vĩ Khang lại nói bùa long lân nằm trong tay Dương Bách Xuyên. Lượng thông tin trong câu này có thể nói là cực kỳ nhiều. Không cần phải giải thích cũng biết bùa long lân rất quan trọng, Thẩm Dạ tự nhiên cũng biết điều đó, bùa long lân là chí bảo gia gia truyền thừa, cũng là một trong những thánh vật của thần Phù Linh Tông, Thẩm Dạ há có thể dễ dàng đưa cho người khác. Lý giải duy nhất là Thẩm Dạ đã chết, đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, thế nên bùa long lân mới rơi vào trong tay Dương Bách Xuyên. Chỉ có khả năng này là hợp lý nhất. Thẩm Bạch thầm nghĩ trong lòng. Hắn ta không hề hoài nghi những lời Trình Vĩ Khang nói, bởi vì với thân phận của Trình Vĩ Khang dù lừa gạt hắn ta cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng bây giờ đối với hắn ta mà nói, mặc kệ ca ca cùng cha khác mẹ của hắn ta có chết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bùa long lân không còn trên tay hắn thì mọi chuyện đều dễ làm. So với cái chết của Thẩm Dạ, Thẩm Bạch càng quan tâm đến bùa long lân hơn. Đối với hắn ta, việc lá bùa long lân ở trong tay Dương Bách Xuyên quả thực là cơ hội tốt trời ban, hắn ta có thể quang minh chính đại đoạt lại bùa long lân với lý do báo thù cho ca ca, đây thật sự là lý do quá hoàn mỹ. Như thế chờ hắn ta đoạt lại bùa long lân từ trong tay Dương Bách Xuyên thì có thể đường đường chính chính mang ra sử dụng, lão bất tử gia gia luôn thiên vị kia của hắn ta tức thần Phù Linh Tông đại trưởng lão cũng sẽ không có lý do đoạt lại bùa long lân từ trong tay hắn trở về. Nghĩ tới đây toàn thân Thẩm Bạch chấn động, con mẹ nó quá mức kích động, hắn ta hô to về phía Trình Vĩ Khang đã đi xa, Trình huynh xin chờ một chút, ta đi cùng ngươi, ta muốn tìm Dương Bách Xuyên báo thù cho ca ca ta Thẩm Dạ, chắc chắn là Dương Bách Xuyên đã giết Thẩm Dạ. Thẩm Bạch vừa kêu to vừa đuổi theo. Điều này làm cho Khương Thế Long ở một bên trợn trắng mắt, âm thầm nói thầm, ai mẹ nó không biết tiểu bạch kiểm nhà ngươi và ca ca cùng cha khác mẹ Thẩm Dạ luôn bất hòa. Còn mẹ nó báo thù ư, có quỷ mới tin, muốn cướp bùa long lân trong tay Dương Bách Xuyên mới là thật đi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử Trình Vĩ Khang kia cũng quá âm hiểm, dùng một câu đã lôi kéo được một trợ thủ, lần này Dương Bách Xuyên gặp rắc rối rồi, hề hề, Khương mỗ ta cũng đi theo xem náo nhiệt một phen. Thế rồi Khương Thế Long cũng lập tức đuổi theo. Bọn họ đi xa không lâu, Thiên Yêu Hành Cung lại nghênh đón hai nhóm người. Một đám người bước vào ánh sáng trắng bao phủ trọng lực bên trong. Mà lúc này Dương Bách Xuyên cùng đoàn người đã bước vào một gian phòng khác. Có thú ngũ hành chống đỡ khí chàng nên trọng lực đến từ Thiên Yêu Hành Cung hoàn toàn mất tác dụng đối với bọn họ. Sau khi đám người Dương Bách Xuyên bước vào Thiên Yêu Hành Cung, bên trong lập tức xuất hiện một đại điện khổng lồ, có kích thước vô cùng rộng lớn, cao độ chừng trăm trượng, đỉnh đại điện là một vùng tinh hải. Nhìn ra được đó không phải là một tinh hải hoang vu, mà càng giống như một kiểu tinh hải được tạo ra từ đại thần thông nào đó. Trong đó trên đỉnh tinh hải có 7 ngôi sao nổi bật nhô ra cực lớn, lóa lên vầng sáng, làm cho các ngôi sao rải rác xung quanh trở nên vô cùng bé nhỏ. Lúc Dương Bách Xuyên ngẩng đầu quan sát, phát hiện 7 ngôi sao như nối với nhau thành hình một chòm sao, chính là chòm sao Thất Tinh Bắc Đẩu. Thất Tinh Bắc Đẩu gồm Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang tạo thành. Dương Bách Xuyên ở trái đất biết Thất Tinh do người Trung Quốc cổ đại khi nhìn Thất Tinh đã tưởng tượng đến hình chiếc gầu múc rượu, so sánh với chòm sao trên đỉnh đại điện bây giờ nhìn ra có chút tương tự. Ở Trung Quốc bắt đầu tinh vào các mùa khác nhau, sẽ xuất hiện ở những vị trí khác nhau trên bầu trời đêm, vì vậy người xưa dựa trên phương hướng của đuôi gầu lúc trạng vạng để quyết định mùa, đuôi gà chỉ đông tức thiên hạ đương xuân.
đuôi gầu chỉ nam tức thiên hạ đương hạ, đuôi gầu chỉ tây tức thiên hạ đương thu, chuôi đấu chỉ bắc tức thiên hạ đương đông. Cái làm Dương Bách Xuyên khó hiểu chính là, nơi này là thiên hoang tinh hải không phân chia ngày đêm, không phân biệt bốn mùa, không biết thất tinh xuất hiện ở nơi này đại biểu cho cái gì. Tuy rằng hắn không biết rõ nhưng đoán chừng đây nhất định là bí mật quan trọng của thiên yêu hành cung. Trong hệ thống thần thoại, đạo giáo gọi thất tinh bắt đầu là thất nguyên giải ách tinh quân, gồm 7 vị tinh quân sống ở bắt đầu thất cung, cụ thể là tham lang tinh quân ở thiên su cung, cự môn tinh quân ở thiên tuyển cung, lộc tồn tinh quân ở thiên cơ cung, văn khúc tinh quân ở thiên quyền cung, liêm trinh tinh quân ở ngọc hành cung, võ khúc tinh quân ở khai dương cung và cuối cùng phá quân tinh quân ở giao quang cung. Điểm này ngược lại giống với thuyết mệnh tinh thần tượng ở tu chân giới. Giây phút này thất tinh trên đỉnh đầu lóe ra ánh sáng chói mắt dị thường, tạo thành địa phương khác thường và rõ ràng nhất trong toàn bộ đại điện. Trừ chuyện đó ra, hắn cũng phát bốn phía vách tường cung điện có một vài bích họa, bên ngoài thì không có chỗ gì đặc biệt, ngay cả một đạo thiên điện môn hộ cũng không hề tồn tại. Dương đại ca huynh nhìn ra cái gì ư? Lục Yên Chi hỏi. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói là thiên yêu hành cung, nhưng nơi này cũng chỉ là một đại điện lớn hơn bình thường một chút. Như vậy thực không hợp lẽ thường, chỉ có thất tinh trên đỉnh đầu chúng ta mới độc đáo hơn một chút, nói chính xác là lớn hơn một chút, đương nhiên toàn bộ đại điện còn có trọng lực cường đại gấp đôi so với bên ngoài, trừ những chỗ đó ra thì nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt. Thiết nghĩ nơi này chắc hẳn không phải thiên yêu hành cung, nói cách khác là chúng ta còn chưa chân chính tiến vào thiên yêu hành cung, đi xem những bức bích họa xung quanh rồi lại nói, trên những bích họa kia hẳn là sẽ thông tin gợi ý đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên bảo thú ngũ hành tiến lại gần bích họa, hiện giờ hắn và Lục Yên Chi đều đi sát vào bên người thú ngũ hành, dao động trong vòng ba thước, tức trong ba thước này không có trọng lực tồn tại. Hắn cũng không nghĩ rằng từ môn hộ đại điện tiến vào, trong đại điện vẫn có trọng lực như trước, hơn nữa so với trọng lực bên ngoài còn mạnh hơn gấp đôi, lúc này hắn và Lục Yên Chi cũng không muốn mất công phí sức, cứ đi sát vào quanh thân thú ngũ hành là an toàn nhất. Khi bọn họ đi tới vách tường đại điện, phát hiện bốn phía xung quanh đại điện có tổng cộng 9 bức bích họa, nhưng trong đó có 2 bức phía trên dày đặc vết nứt, không thể nhìn ra cái gì, chỉ có 7 bức bích họa còn lại là có thể nhìn ra rõ ràng. Bức bích họa thứ nhất khắc một con hùng ưng màu vàng rực rỡ, đầu ưng thân người, sống động như thật, nhất là đôi mắt ưng, sắc bén vô cùng, lúc Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nhìn qua, thần hồn lập tức chấn động, trời đất như quay cuồng. Dưới đôi mắt ưng này, cảm giác giống như bị tồn tại cường đại trong bích họa tập trung khóa chặt. Đừng nhìn thẳng vào mắt nó, Dương Bách Xuyên chán đổ mồ hôi, vừa đẩy Lục Yên Chi vừa nói. A, Lục Yên Chi như từ trong mộng tỉnh lại, đầu đổ đầy mồ hôi, thật đáng sợ, ta cảm giác nguyên của thần mình bị đôi mắt này kéo ra. Trong lòng Lục Yên Chi vẫn còn sợ hãi. Dương Bách Xuyên đang khoa tay múa chân một bên, phía trên có một ít phù văn, hẳn là văn tự yêu tộc. Thế nhưng Dương Bách Xuyên không hiểu những văn tự này, hắn liền hỏi thú ngũ hành, tiểu ngũ, người có biết yêu văn phía trên không? Thú ngũ hành lắc đầu đáp, hình như là yêu văn thượng cổ, ta là yêu linh được thiên địa thai nghén, nên không giống với yêu tộc huyết mạch truyền thừa, những yêu văn này ta không biết. Lúc này Đá Đà Tiên mở miệng nói, chủ nhân, ta biết, bức bích họa này viết, thiên su tinh kim xí thiên ưng vương, 8 chữ lớn. Bao gồm cả 6 bức bích họa phía trên đều có nội dung khá giống nhau, vừa vặn đây là 7 bức họa thất đại thiên yêu đại biểu thất tinh, nói cách khác 7 bức họa này là thất thiên yêu thất tinh. Đá Đà Tiên thuộc thổ tộc Thái Hoang, có thể nhận ra yêu văn ngoằn ngoèo phía dưới cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều làm Dương Bách Xuyên khiếp sợ chính là Đá Đà Tiên nói 7 bức họa này đại biểu cho thất đại thiên yêu thất tinh. Yêu thú cấp bậc tôn vương tương đương tu sĩ đại thừa của nhân tộc, yêu thú cấp bậc thiên yêu tương đương cảnh giới phi thăng. Hơn nữa, thiên yêu chia nhỏ thành 9 cấp độ, khá giống cấp độ của tán tiên. 7 bức bích họa ở đây đại chiên cho 9 thiên yêu, không biết là thiên yêu cấp độ gì. Một thiên yêu đã là hiếm thấy, vậy mà có tới 7 thiên yêu, khó mà tưởng tượng rất lâu về trước thiên yêu hành cung này mạnh cỡ nào. May mà hiện tại chỉ là 7 bức bích họa, chứ nếu là 7 thiên yêu sống sờ sờ trong đại điện này, bọn họ tùy tiện xông vào như vậy chẳng khác nào tìm chết. Bức bích họa thứ nhất là kim xí thiên ưng vương đại diện cho thiên su tinh. Nhìn sang bức bích họa thứ hai, trên đó vẽ một con trăn màu trắng, vẫn là thân người đầu trăn, có điều trên đầu con trăn màu trắng này mọc sừng rồng,
xem ra nó đã gần như hóa rồng. Đá Đà Tiên nhìn yêu văn trên bức họa và nói, Thiên Yêu Vương Bạch Long Giao của Thiên Tuyền Tinh. Tiếp tục nhìn xuống, bức bích họa thứ ba là Thiên Yêu Vương Bạch Hổ của Thiên Cơ Tinh, bức thứ tư là Thiên Yêu Vương Thiên Lang của Thiên Quyền Tinh, bức thứ năm là Thiên Yêu Vương Lôi Điện Báo của Ngọc Hoành Tinh, bức thứ sáu là Thiên Yêu Vương Huyền Quy của Khai Dương Tinh, bức thứ bảy là Thiên Yêu Vương Cửu Vĩ của Giao Quang Tinh. Bảy bức bích họa vẽ bảy Thiên Yêu Vương cấp bậc Thiên Yêu, mỗi bức bích họa Thiên Yêu đều là thân người đầu thú. Nhưng bốn phía đại điện có tổng 9 bức bích họa, hai bức cuối cùng mơ hồ không nhìn rõ giống như bị ai đó cố ý xóa đi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nảy sinh nghi vấn. Có lẽ hai bức bích họa cuối cùng bị người ta cố ý xóa đi mới là bí mật lớn nhất trong cả Thiên Yêu hành cung. Rốt cuộc đó là gì? Không xem được, cũng không đoán được. Dương đại ca, hay là chúng ta hỏi Thanh Ngưu đi. Dù sao hắn cũng sống trong Thiên Yêu hành cung hơn 3.000 năm, hẳn là hắn sẽ biết gì đó. Lục Yên Chi lên tiếng. Dương Bách Xuyên gật đầu, có lý. Các ngươi chờ chút. Nói xong Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào không gian bình càn khôn. Lão Ngưu. Chủ nhân. Ta muốn hỏi ngươi chuyện bên trong Thiên Yêu hành cung. Ngươi nghĩ lại xem có nhớ ra được cái gì không? Hiện tại chúng ta đang ở trong đại điện Thiên Yêu hành cung, nhưng trong này chỉ có 9 bức bích họa, 7 bức trong số đó vẽ 7 Thiên Yêu nguyên vẹn, 2 bức còn lại hình như bị người ta cố ý phá hủy. Còn nữa, trên nóc đại điện là một biển sao, trong đó có 7 vì sao nổi bật nhất. Ngoài ra không có gì đặc biệt, theo lý mà nói, Thiên Yêu hành cung hẳn không chỉ là một cung điện chứ. Dương Bách Xuyên nói. Chủ nhân nói vậy làm Lão Ngưu chợt nhớ ra một chuyện. Ta nhớ là hơn 1.000 năm trước, người của 9 thánh địa lớn hồi ấy từng nói một đoạn sau khi ra khỏi Thiên Yêu hành cung. Ta vô tình nghe thấy, bọn họ nói cái gì mà mỗi vì sao trong 7 vì sao trên tinh không là hành cung của một vị Thiên Yêu, 7 Thiên Yêu đều để lại truyền thừa hoặc bảo vật riêng ở trong hành cung. Phải chăng 7 vì sao trên nóc đại điện là lối vào 7 Thiên Yêu hành cung không? Thanh Ngưu hồi tưởng lại rồi nói ra, nó cũng không chắc lắm. Bởi vì nó chưa vào Thiên Yêu hành cung bao giờ. Tu vi cấp bậc đại thừa bị Thiên Yêu hành cung hạn chế. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe Thanh Ngưu nói vậy thì bừng tỉnh. Có lẽ đúng như Thanh Ngưu nói, 7 vì sao trên nóc đại điện đại diện cho 7 Thiên Yêu hành cung. Nói cách khác, có 7 Thiên Yêu hành cung. Mà lối vào hành cung chính là 7 vì sao trên nóc đại điện. 7 vì sao lần lượt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Giao Quang. Ngẫm lại thì chúng nối với nhau thành hình bắt đầu. Có lẽ Thanh Ngưu nói đúng. Giờ ngươi chờ trong không gian bình càn khôn, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Nếu bên ngoài có biến động gì, ta sẽ gọi ngươi ra ngoài. Đoán chừng tạm thời ngươi không ra được. Vâng thưa chủ nhân. Sau khi Dương Bách Xuyên dặn dò Thanh Ngưu, ý thức rút khỏi không gian bình càn khôn, mở mắt ra. Sau đó, hắn quan sát 7 vì sao trên nóc đại điện xem chúng có phải là lối vào hay không, nhưng quan sát hồi lâu vẫn không thấy xảy ra biến hóa gì. Nơi này là Thiên Yêu hành cung, 7 vì sao trên nóc đại điện xếp thành trận pháp bắt đầu, ẩn giấu trong tinh không, chắc chắn không dễ tiến vào. Hơn nữa, thoạt nhìn khoảng cách đến nóc đại diện tầm trăm trượng, nhưng do có trọng lực lại thêm kết cấu tinh không, cho nên khoảng cách không chỉ có trăm trượng, muốn lên đó tuyệt đối không dễ dàng. Vì vậy, Dương Bách Xuyên thử nhảy lên, ai dè mới lên được 3 mét đã bị trọng lực cực lớn đè xuống, cho dù thôi động chân khí cũng vô dụng. Sau đó, Dương Bách Xuyên bảo thú ngũ hành thử, dù sao nó cũng không bị ảnh hưởng bởi trọng lực trong đại diện. Thú ngũ hành bay lên rất cao. Nhưng khi thú ngũ hành bay lên độ cao trăm trượng, pháp lực toàn thân giống như bị phong ấn, làm nó mất trọng tâm, rơi thẳng xuống. Bộp. Áo. Bản vương đau chết mất. Sàn nhà bạch ngọc trong đại điện cũng bị thú ngũ hành đập ra một cái hố to. Thú ngũ hành rơi vào hố, kêu gào thảm thiết. May mà thú ngũ hành đang ở trạng thái yêu thú, nhục thể vốn mạnh, không phải chuyện gì to tát. Tiểu ngũ, có chuyện gì thế? Dương Bách Xuyên sốt sắng hỏi. Chủ nhân, trọng lực dưới trăm trượng ta có cách hóa giải nên vẫn ổn. Nhưng vượt qua trăm trượng. Trọng lực của các vì sao đã vượt quá phạm vi lực ngũ hành, nặng gấp mấy chục mấy trăm lần, hệt như một ngọn núi đè xuống, hoàn toàn không chống đỡ được,
không thể tiếp tục bay lên được. Thú ngũ hành bò ra khỏi hố to, buồn bực nói. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà đột nhiên vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Hắn vô cùng vui mừng. Đã hơn 100 năm rồi hắn không thể nói chuyện với sư phụ, giờ sư phụ mới tỉnh dậy, hắn vẫn chưa quen, quên rằng sư phụ đã tỉnh. Chỉ nghe sư phụ nói, thằng nhóc thúi, nơi này có lực pháp tắc, các con cưỡng ép bay lên tinh không thì không lên được đâu. Con không biết động não à? Dương Bách Xuyên phớt lờ lời chế giễu của sư phụ, hỏi thẳng, lão già chết tiệt, nơi này lạ quá, người có nhìn ra tình hình thế nào không? Hỏi thừa. Vi sư đường đường là tán tiên chí tôn, sao lại không nhìn ra kia chứ? Vân Thiên Tà khinh bỉ. Dương Bách Xuyên, người mau nói xem chuyện này là sao? Chẳng có chuyện gì hết, nơi này đúng là Thiên Yêu Hành Cung, hơn nữa rất lâu về trước nó là thế lực vô cùng mạnh do Thiên Yêu Vương sáng lập, dưới trướng có 7 Thiên Yêu. Đó là vương giả thống trị Thái Hoang một thời. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì mà Thiên Yêu Hành Cung hùng mạnh lại bị một lực lượng thần bí tấn công. Cuối cùng, Thiên Yêu Chi Chủ chết trận, nhưng nghe nói hắn để lại kho báu vô thượng gì đó. Thiên Yêu Chi Chủ đã phong ấn không gian thất tinh cường đại để bảo vệ kho báu này. Mà 7 Thiên Yêu Vương dưới trướng Thiên Yêu Chi Chủ đã chủ động hóa thân tán công để bảo vệ kho báu của Thiên Yêu Chi Chủ, cam tâm tình nguyện bị Thiên Chủ luyện hóa thành 7 vì sao. Cũng chính là thất tinh bắt đầu trên đỉnh đầu các con đấy. Thật ra thất tinh bắt đầu bảo vệ kho báu của Yêu Chủ nằm trong tinh không trên kia. Quả thật 7 vì sao cũng là 7 hành cung, bên trong có truyền thừa và bảo vật mà 7 thiên yêu để lại. Thất tinh thiên yêu hành cung cũng là 7 cửa ải mà thiên yêu chi chủ để lại. Điểm mấu chốt là thiên yêu chi chủ hy vọng người vượt qua cửa ải thất tinh có thể đến được kho báu mà hắn để lại, mở phong ấn, giúp cho kho báu của thiên yêu chi chủ xuất hiện trên thế gian lần nữa. Chắc chắn là người vượt qua thử thách thất tinh có thể lấy được kho báu khổng lồ mà thiên yêu chi chủ để lại. Thằng nhóc thúi. Còn nên thử xem, không chừng có niềm vui bất ngờ đang chờ con đó. Có điều không ai biết đó là kho báu gì. Còn cách đi lên ấy à, đơn giản lắm. Thôi động 7 bức bích họa thì trận pháp thất tinh sẽ xuất hiện, tất nhiên có thể đi lên. Đây không phải là vấn đề. Mấu chốt nhất của vấn đề là khảo nghiệm của cửa ải thất tinh. Từ Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương cho đến Giao Quang, cần phải xông qua mỗi cửa ải. Có thể xông qua bao nhiêu cửa ai sẽ lấy được bấy nhiêu lợi lộc. Đương nhiên nguy hiểm cũng tỷ lệ thuận. Giờ là lúc con đón nhận thử thách. Hi hi, cố lên, vi sư cũng rất mong chờ đấy. Thất tinh hành cung trong truyền thuyết mang phong cách của thiên yêu thời cổ. Sau khi Vân Thiên Tà nói xong, mãi lâu sau Dương Bách Xuyên vẫn chưa tỉnh táo lại. Nghe giọng điệu của sư phụ, hình như sư phụ rất hiểu thiên yêu hành cung. Lão già chết tiệt. Sao người lại hiểu rõ nơi này như vậy? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. Rất nhiều năm trước có một cô nhóc muốn vi sư đi cùng nàng đến nơi này, cho nên vi sư cố ý thu thập các tin tức liên quan đến thiên yêu hành cung, định đến đây xem thử. Đáng tiếc, sau đó vi sư trở thành dáng vẻ hiện tại. Vi sư cứ tưởng cả đời này không đến đây được nữa, không ngờ vẫn có cơ hội. Lần này xem như hoàn thành một nguyện vọng, giọng nói của Vân Thiên Tà hơi khàn khàn. Khiến Dương Bách Xuyên nghe ra hình như sư phụ có không ít chuyện cũ. Nhưng hắn không có hứng thú hỏi chuyện riêng của sư phụ, mà có hỏi thì sư phụ cũng không nói. Hắn hỏi tiếp, sư phụ, trong đại điện còn có 2 bức bích họa bị người ta cố ý phá hủy, người có biết nội dung là gì không? Trên bức bích họa thứ 8 là thiên yêu chi chủ, bức thứ 9 là dáng vẻ chân thật của kho báu. Nhưng cụ thể là gì thì năm đó vi sư chưa điều tra được. Vân Thiên Tà ủ rũ nói. Thiên yêu chi chủ là gì? Bích họa vẽ 7 thiên yêu vương đều là các loại yêu thú, hơn nữa tất cả đều bất phàm. Kẻ có thể trở thành chủ nhân của 7 thiên yêu, hoặc nói là vương giả, ắt phải là sự tồn tại phi phàm. Là yêu thú nào nhỉ? Yêu thú hồng hoang chăng? Hiện tại Dương Bách Xuyên vô cùng hứng thú với thiên yêu chi chủ. Lúc này, hắn nghe thấy sư phụ hỏi, con biết tứ đại thần thú thế gian nhỉ? Dương Bách Xuyên trợn mắt, tất nhiên là con biết. Con còn nhìn thấy trong điển tịch truyền thừa mà người truyền lại cho con nữa kìa. Trong điển tịch viết thời thượng cổ có tứ đại thần thú, bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Ha ha,
thần thú mà con biết không tính là thần thú chân chính. Thần thú chân chính ra đời vào thời kỳ khai thiên xa xưa. Kỳ Lân, Thần Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ cũng là thần thú chân chính. Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước được lưu truyền thời nay cùng lắm cũng chỉ là hậu duệ thôi. Tứ đại thần thú thời viễn cổ lấy Kỳ Lân làm đầu, Kỳ Lân siêu phàm nhất. Thần Long là rồng vàng chín móng, tổ long trên thế gian. Phượng Hoàng, Huyền Vũ cũng là cấp bậc tổ tông. Hiện tại vi sư có thể nói cho con biết Thiên Yêu chi chủ ở nơi này là một con Kỳ Lân, nhưng không phải tổ Kỳ Lân mà chỉ là hậu duệ thôi. Tộc Kỳ Lân thần bí nhất, cũng ít ỏi nhất thế gian. Nói đến Kỳ Lân ngũ hành thì có Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân. Thiên Yêu chi chủ nơi này hẳn là một trong những Kỳ Lân ngũ hành, dù vậy cũng vô cùng đáng sợ. Kể ra thì thần thú Kỳ Lân mới là vua của vạn yêu, bất kể là loài bay trên trời, chạy dưới mặt đất hay là bơi trong nước đều tôn Kỳ Lân làm đầu. Cho nên con nhìn bảy bức bích họa ở đây mà xem. Có chim có thú, có lân trùng giao mãng, nhưng tất cả đều theo một chủ, Kỳ Lân. Thần thú viễn cổ chân chính đã tuyệt tích từ lâu, còn truyền lại toàn là hậu duệ. Nhưng nói về tộc Kỳ Lân, ngay cả hậu duệ Kỳ Lân cũng tuyệt tích từ thời thượng cổ rồi. Có lẽ Thiên Yêu hành cung này là hành cung truyền lại từ thời thượng cổ, Thiên Yêu chi chủ là hậu duệ Kỳ Lân. Nhưng hậu duệ Kỳ Lân thì cũng là Kỳ Lân, hơn hẳn hậu duệ của các thần thú khác, có thể khiến hàng vạn yêu tộc trên thế gian thần phục. Điều khiến vi sư khá hứng thú là rốt cuộc là cái gì có thể tấn công Kỳ Lân, thậm chí giết chết thần thú Kỳ Lân. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được đáp án trong kho báu mà Kỳ Lân để lại. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói xong, cõi lòng chấn động. Thần thú Kỳ Lân. Vạn yêu tôn làm đầu. Wow, nghĩ thôi cũng thấy oai rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy hứng thú. Ý của sư phụ là muốn hắn đi tranh đoạt kho báu của Kỳ Lân. Đương nhiên hắn biết chuyện này còn khó hơn lên trời. Chưa nói đến việc muốn tới vị trí của kho báu Kỳ Lân thì phải vượt qua cửa ải của bảy thiên yêu, chỉ riêng người của chín thánh địa lớn cũng khó đối phó. Theo lời Thanh Nghiêu, mỗi lần thiên yêu hành cung mở ra, người của chín thánh địa lớn đều tới. Nếu dễ vào thì người của chín thánh địa lớn đã chiếm được kho báu Kỳ Lân từ lâu rồi. Nhưng đến bây giờ, lần nào bọn họ cũng tới, chứng tỏ người của chín thánh địa lớn vẫn chưa vượt qua được cửa ải của bảy thiên yêu. Dương Bách Xuyên không để ý lắm, dù sao cũng có sư phụ áp trận, hắn không sợ, xông xáo một chút có gì mà không được. Không nghe sư phụ nói à, rất lâu về trước ông đã thu thập tin tức về thiên yêu hành cung, tuy chưa tới bao giờ nhưng ít nhất cũng có hiểu biết về nơi này. Đây là ưu thế rất lớn của hắn. Sau đó, Dương Bách Xuyên hỏi, sư phụ, để con thử xem có thể mở thất tinh tiếp dẫn trận hay không? Thật ra không cần đâu. Cứ chờ là được, công lực của con chưa đủ để thôi động bảy bức bích họa. Vi sư đã quan sát rồi, chờ lát nữa trận pháp thất tinh trên đại điện sẽ tự động kích hoạt, đến lúc đó ắt sẽ có ánh sao dẫn đường chiếu xuống. Còn có thể như vậy ư? Dương Bách Xuyên vô cùng kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện thấy đúng là bảy vì sao trong tinh không đang chậm rãi chuyển động. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Dương Bách Xuyên, để xem ngươi chạy đi đâu. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu, là Trình Vĩ Khang. Lúc này, trong mắt Trình Vĩ Khang bừng bừng lửa giận. Khi nhìn hắn, ánh mắt không che giấu sát ý. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã bị Trình Vĩ Khang giết cả trăm lần rồi. Bên cạnh Trình Vĩ Khang có người, tất cả đều là cao thủ độ kiếp đại viên mãn. Nhất là một thanh niên lạnh lùng bên cạnh hắn ta, thoạt nhìn phong thái bất phàm, khí tức mạnh nhất. Dương Bách Xuyên cũng biết Trình Vĩ Khang sẽ tìm đến, nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Hắn dám chắc 10 người bên cạnh Trình Vĩ Khang đều là tinh anh của Thánh Địa Vạn Linh. Lúc này Trình Vĩ Khang tới tìm mình, hiển nhiên thứ nhất là để báo thù, thứ hai là vì Pháp Trượng Vạn Linh. Dù sao Pháp Trượng Vạn Linh cũng là pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu. Trình Vĩ Khang làm mất thánh khí của Thánh Địa Vạn Linh, hắn ta sẽ không cam lòng. Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi khi nhìn thấy đám người Trình Vĩ Khang. Bởi vì hắn có thú ngũ hành, không cần tiêu hao chân khí và thần hồn để chống đỡ trọng lực lớn. Nhưng nhóm người Trình Vĩ Khang thì phải chống đỡ trọng lực. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười khẩy, bại tướng còn dám đến chịu chết sao? Nhãi danh, bản thiếu gia muốn nhìn coi rốt cuộc cái miệng của ngươi cứng cỡ nào. Trong lúc nói chuyện,
Trình Vĩ Khang không ngừng quan sát Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Hắn ta từng chịu thiệt, suýt chút nữa bị Dương Bách Xuyên giết chết, nói không e sợ là giả. Nhưng Trình Vĩ Khang lại nghĩ bên cạnh mình còn có sư huynh Lãnh Tiêu Dật và các sư huynh đệ khác, vì vậy vững lòng hơn nhiều. Sư đệ, người này là Dương Bách Xuyên sao? Lãnh Tiêu Dật hỏi Trình Vĩ Khang. Trình Vĩ Khang gật đầu, Lãnh sư huynh cẩn thận chút, thủ đoạn của thằng nhãi này rất kỳ lạ. Còn có nữ tử bên cạnh hắn nữa, nàng ta là độc tu tiên thiên, độc công sâu không lường được. Dương Bách Xuyên cách phe Trình Vĩ Khang 40-50 mét. Hắn nhìn Trình Vĩ Khang và thanh niên bên cạnh thì thầm nói chuyện, đang định lên tiếng chế giễu vài câu thì thấy Thẩm Bạch dẫn theo một đám thuộc hạ đi tới, hơn nữa còn nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt cực kỳ bất thiện. Hơn nữa, Thẩm Bạch vừa bước chân vào cửa đã lạnh lùng chất vấn, Dương Bách Xuyên, bản thiếu gia hỏi ngươi, có phải ngươi giết Thẩm Dạ không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ Thẩm Bạch lại hỏi câu này. Lúc Thẩm Dạ chết không có ai khác. Hai người biết Thẩm Dạ là Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đã bị Dương Bách Xuyên giết, không biết tại sao Thẩm Bạch lại biết chuyện Thẩm Dạ. Nhưng Thẩm Dạ không phải hắn giết, mà là bị Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương hại chết, chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ không thừa nhận. Thẩm Dạ không phải ta giết. Dương Bách Xuyên không hỏi tại sao Thẩm Bạch biết chuyện Thẩm Dạ, chỉ nói đúng sự thật. Hừ, không thừa nhận hả, được lắm. Vậy ta hỏi ngươi. Bùa Long Lân của Thần Phù Linh Tông chúng ta đang ở trong tay ngươi có phải không? Trong lúc Thẩm Bạch nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên chợt hiểu ra tại sao Thẩm Bạch lại đột nhiên hỏi như vậy. Bởi vì hắn dùng Bùa Long Lân đối phó với Trình Vĩ Khang. Bây giờ không cần hỏi cũng biết là Trình Vĩ Khang nói cho Thẩm Bạch biết Bùa Long Lân đang ở trong tay mình. Dương Bách Xuyên cảm thấy lòng nặng trĩu. Dễ nhận thấy hiện tại hắn đã có kẻ địch là hai thánh địa lớn. Bởi vì hắn biết cho dù mình có nói gì đi chăng nữa, Thẩm Bạch tuyệt đối sẽ không tin Thẩm Dạ tự sát. Bùa Long Lân là hắn sai con trồn nhặt về, nếu Thẩm Bạch yêu cầu hắn giao Bùa Long Lân ra, hắn chắc chắn sẽ không giao ra. Bảo bối đã rơi vào tay tên họ Dương nào đó, làm gì có chuyện hắn giao ra. Vả lại, Bùa Long Lân đúng là đồ hắn nhặt được. Thẩm Dạ không phải do hắn giết. Lại thêm Trình Vĩ Khang thêm mắm dặm muối, Thẩm Bạch nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên dứt khoát nói thẳng, Thẩm Bạch, dù ngươi có tin hay không, Thẩm Dạ không phải do ta giết. Còn Bùa Long Lân là ta nhặt được, ngươi có tin không? Khi Dương Bách Xuyên nói ra câu này, chính bản thân hắn cũng cảm thấy bất lực. Quả nhiên Thẩm Bạch nổi sát ý, Dương Bách Xuyên. Thẩm Dạ là ca ca cùng cha khác mẹ của ta, bây giờ ngươi giao Bùa Long Lân cho ta, đó là bảo vật trấn phái của Thần Phù Linh Tông chúng ta, ngươi không dùng nổi đâu. Nghe những lời đầy uy hiếp của Thẩm Bạch, Dương Bách Xuyên cười gian trá nói, dùng không nổi. Không sai, vật đến từ thánh địa, thứ tiểu tốt như ngươi không có phúc sử dụng, hiện tại ngoan ngoãn giao Long Lân phù ra, trả vật về nguyên chủ, bổn thiếu cho ngươi toàn thây. Nếu không ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thẩm Bạch lớn tiếng nói. Ánh mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên tối sầm lại, nhìn về phía Thẩm Bạch, lão tử nói thật ngươi lại không tin, cho dù đúng như vậy thì ngươi định làm gì? Ngươi dám uy hiếp thiểu gia đây đều đã xanh cỏ rồi, ngươi thì tính là cái thá gì, Long Lân phù ở trong tay tiểu gia, có giỏi thì đến đây mà lấy. Dương Bách Xuyên không chút khách khí quát ngược lại, dứt lời. Lòng bàn tay Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng đỏ, Long Lân phù xuất hiện. Thẩm Bạch nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy Long Lân phù ra thì hai mắt sáng rực lên, hắn ao ước có Long Lân phù cả mấy trăm năm rồi. Hiện tại Dương Bách Xuyên cầm trong tay, hắn sẽ có cơ hội danh chính ngôn thuận đoạt được nó. Chỉ cần giết chết Dương Bách Xuyên là có thể lấy được. Sao Thẩm Bạch lại không sao động được? Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề mình có thể giết chết được Dương Bách Xuyên hay không, trong mắt của Thẩm Bạch, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ mà thôi, với hắn mà nói thì Dương Bách Xuyên chẳng là cái thá gì cả, hắn và 7-8 thủ hạ đều là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, giết chết Dương Bách Xuyên chỉ là chuyện còn con. Hiện tại, trong mắt Thẩm Bạch chỉ có Long Lân phù. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ tham lam từ trong ánh mắt của Thẩm Bạch, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Nhớ tới lúc trước Thẩm Bạch đã nói hắn và Thẩm Dạ là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Bạch báo thù cho Thẩm Nghiệp là giả,
nhưng muốn Long Lân phù trong tay hắn là thật. Lúc này, Khương Thế Long cũng dẫn người đi vào đại điện, vừa nhìn cảnh tượng này đã thấy có gì đó không đúng, hình như Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đều muốn ra tay với Dương Bách Xuyên. Điều này khiến cho Khương Thế Long cực kỳ vui vẻ, nếu như cả Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đều ra tay với Dương Bách Xuyên, hắn ta sẽ ra tay trợ giúp Dương Bách Xuyên, tới khi đó Dương Bách Xuyên chẳng phải sẽ cảm kích hắn ta giúp đỡ, sau đó gia nhập Đao Chủng Thánh Địa. Nghĩ tới đây, Khương Thế Long cười gian trá, chuẩn bị dùng chân tình làm cảm động đối phương, lễ trước binh sau, miệng lưỡi một chút, lúc đó mới có cớ giúp Dương Bách Xuyên ứng phó với Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang. Mặt trắng nhỏ, Trình huynh, mọi người đang làm gì vậy, có gì thì từ từ nói, cần gì phải làm to chuyện, mặc dù Dương huynh đệ không phải người của Cửu Đại Thánh Địa, nhưng người ta cũng dựa vào thực lực để tiến vào Thiên Yêu Hành Cung, vừa là bản lĩnh vừa là cơ duyên, mọi người có gì thì cùng nhau bàn bạc, không nên tức giận, không nên tức giận. Khương Thế Long bắt đầu ba hoa, hắn ta còn tưởng Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang liên hợp với nhau lại để xa lánh người ngoài như Dương Bách Xuyên, bởi vì Cửu Đại Thánh Địa quả thật bài xích người ngoài, nhất là vấn đề tài nguyên tu luyện, không hòa hợp với những thế lực khác. Thông thường khi một số bí địa như Thiên Yêu Hành được mở ra, Cửu Thánh Địa sẽ liên kết với nhau, coi nhẹ những thế lực bên ngoài, đợi người của Cửu Đại Thánh Địa vét đủ rồi, còn dư lại thì mới chia cho những người khác. Nhưng lần này Khương Thế Long phát hiện mình đã nghĩ sai. Bởi vì Thẩm Bạch hừ một tiếng rồi nói, Khương Thế Long, ngươi không biết cái gì thì câm miệng, trong tay tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia đang giữ Long Lân phù của thần Phù Linh Tông ta, ta nhất định phải khiến hắn giao ra. Ặc, Khương Thế Long ngây người. Lúc này, Trình Vĩ Khang cũng chậm rãi nói với Khương Thế Long, Khương huynh, Dương Bách Xuyên lấy mất vạn linh pháp trưởng của mẫu thân ta, bây giờ. Khương huynh còn muốn giúp Dương Bách Xuyên, Trình Vĩ Khang đương nhiên biết rõ Khương Thế Long đang nghĩ gì trong đầu. Nghe Trình Vĩ Khang nói vậy, Khương Thế Long hít sâu một hơi. Trong lòng chấn động, wow, Dương Bách Xuyên này đúng là nhân tài. Cho dù là Lân Long Phù của thần Phù Linh Tông hay là Vạn Linh Pháp Trượng thì đều là biểu tượng của hai thánh địa, bảo vật chấn phái. Tạm thời không nhắc tới Long Lân Phù, Vạn Linh Pháp Bảo chính là pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu, tượng trưng cho cấp bậc thánh chủ, đây là điều mà không một ai ở tu chân giới không biết. Trình Vĩ Khang đã nói, Dương Bách Xuyên lấy đi Vạn Linh Pháp Trượng, ngẫm nghĩ lại, sao lại lấy đi được. Trình Vĩ Khang chỉ đang tự rát vàng lên mặt mình thôi. Nói đúng ra là bị Dương Bách Xuyên cướp đi. Pháp trượng của Vạn Linh Thánh Mẫu, đó chính là pháp trượng cấp bậc thánh chủ, là biểu tượng của Vạn Linh Thánh Địa, nếu như đổi thành người khác, đừng nói tới việc bị cướp đoạt, cho dù là tặng thì cũng không ai dám lấy. Dương Bách Xuyên thoáng cái đã cướp luôn bảo vật của hai thánh địa, cái này, hắn cũng to gan lắm. Hay là tên tiểu tử này mất trí rồi? Có những thứ có thể bị lấy hay cướp đi. Nhưng pháp trượng của Vạn Linh Thánh Mẫu, gặp phải thì thôi đi, hắn, còn dám cướp. Khương Thế Long lấy lại tinh thần nhìn về phía Dương Bách Xuyên, trông hắn không căng thẳng chút nào, lúc này Khương Thế Long liền biết Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang không nói dối. Long Lân Phù bỗng nhiên xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, mặc dù Dương Bách Xuyên chưa lấy ra Vạn Linh pháp trượng nhưng nhìn vẻ mặt không có chút biểu cảm nào của hắn, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh, Khương Thế Long càng thêm khẳng định. Pháp trượng của Vạn Linh Thánh Mẫu đang trên người Dương Bách Xuyên. Lúc này, trong đầu Khương Thế Long chỉ có một câu hắn không giúp nổi rồi. Bởi vì dù là Long Lân Phù hay Vạn Linh Pháp trượng, cả hai đều là bảo vật trấn phái của Thánh Địa, đồng nghĩa với việc đây không đơn giản chỉ là bảo vật, mà còn là mặt mũi. Nhất là Vạn Linh Pháp trượng của Thánh Mẫu, hạng người cấp bậc thánh chủ tối cao, nếu như hôm nay Khương Thế Long nói đỡ hay muốn giúp Dương Bách Xuyên. Hơn nữa chưa biết có đánh được người của Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang hay không, có dù đánh thắng, nếu sau này Vạn Linh Thánh Mẫu tìm tới tính sổ, một cái tát cũng đủ giết chết hắn ta, hắn dám nói thì Đao Chủng Thánh Chủ cũng không dám nói gì. So với cấp bậc Thánh Chủ thì Khương Thế Long hắn chẳng khác nào kiến hôi. Thế nên Khương Thế Long ca dám. Liếc sang Dương Bách Xuyên, hắn lộ ra vẻ muốn mà chẳng giúp được, cười xấu hổ nói với Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang. Xem như ta không tồn tại đi, hai bên không giúp bên nào. Chấm chấm chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng hiểu hành động của Khương Thế Long, mặc dù hắn biết Khương Thế Long muốn lôi kéo hắn và Lục Yên Chi nên mới nói như vậy,
nhưng hắn vẫn có ấn tượng tốt với vị này. Thẩm Bạch phất tay với đám thủ hạ sau lưng, chặt Dương Bách Xuyên ra cho bổn thiếu. Ngay lập tức, tám gã độ kiếp hậu kỳ hợp thành một trận pháp xông về phía Dương Bách Xuyên, bên trong đại điện như có trọng lực tác động lên bọn họ. Trình Vĩ Khang nhìn Thẩm Bạch, Thẩm Huynh, cùng lên đi, đừng quên trong tay Dương Bách Xuyên còn có Long Lân Phù của thần Phù Linh Tông, thêm cả Vạn Linh Pháp Trượng của Vạn Linh Thánh Địa ta, tên tiểu tử này rất tà môn, cẩn thận thì vẫn hơn. Dứt lời, Trình Vĩ Khang dẫn người vọt thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Thẩm Bạch sửng sốt, hắn cũng biết sơ qua Trình Vĩ Khang, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Trình Vĩ Khang, có lẽ Dương Bách Xuyên thực sự khó đối phó. Nghĩ một lúc, Thẩm Bạch cũng đi theo. Hai thánh địa cộng lại phải tới 20 người, bọn họ vây công Dương Bách Xuyên, hai bên hợp thành trận pháp giảm bớt trọng lực. Dương Bách Xuyên nhìn người của hai phe đang lao về phía mình, hắn híp mắt nói với Lục Yên Chi, đợi lát nữa thì giết luôn, đám chó này, muốn lấy đông hiếp yếu, ỷ mình là người của thánh địa, nghĩ chúng ta dễ bắt nạt sao, vậy thì cho bọn họ nếm thử lợi hại của chúng ta. Lục Yên Chi gật đầu, lòng bàn tay đã bắt đầu hội tụ độc ách nan. Dương Bách Xuyên nói với thú ngũ hành, tiểu ngũ, kế tiếp phải xem ngươi rồi, khống chế thật tốt trận pháp ngũ hành, đừng để cho ta mất đi mắt xích, ngươi không cần ra tay, giữ vững trọng lực là được. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ để chủ nhân đánh đâu thắng đó, chút bỏ trọng lực, để đám cháu trai kia trả giá. Thú ngũ hành lập tức suy nghĩ đen tối. Hai chủ tớ bọn họ đều đen tối. Đám người Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đương nhiên không biết bên cạnh Dương Bách Xuyên có thú ngũ hành, trong phạm vi 3 mét sẽ không có trọng lực, vậy nên đây chính là nguyên nhân Dương Bách Xuyên không sợ hãi hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều bị áp chế bên trong trọng lực, cho dù là sức mạnh hay là tốc độ, đều sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có Dương Bách Xuyên là không bị hạn chế, một khi ra tay, hắn có thể giáng cho kẻ địch một đòn nặng, thậm chí bọn chúng sẽ chịu không nổi. Nhìn thấy Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đang dần tới gần, Dương Bách Xuyên nhếch khóe miệng, hắn nheo mắt nở một nụ cười là ác, hắn cũng mong chờ lát nữa, một khi ra tay, đối phương phát hiện hắn và Lục Diễn Chi không bị trọng lực ảnh hưởng thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, 20 mét, 10 mét, khi chỉ còn lại 5 mét, Dương Bách Xuyên mới hô lên, Yên Chi, tiểu ngũ. Vừa hô, hắn vừa sử dụng Long Lân Phù trong lòng bàn tay rồi xông lên. Thú ngũ hành và Lục Yên Chi cũng theo sát cạnh Dương Bách Xuyên, chỉ cần có thú ngũ hành thì Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi sẽ không bị trọng lực áp chế. Sau khi thôi động Long Lân Phù, trong tay Dương Bách Xuyên bộc phát ra vầng sáng màu đỏ thẫm, trong nháy mắt quét sạch tám thuộc hạ của Thẩm Bạch. Không một ai nghĩ tới, tốc độ của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi lại nhanh như vậy, bị ảnh hưởng bởi trọng lực còn có thể bật ra tốc độ nhanh như vậy, đúng là không ngờ. Giây sau, tám thuộc hạ của Thẩm Bạch là người chúng chiêu đầu tiên, khoảnh khắc bị vầng sáng đỏ của Long Lân Phù xâm nhập, đây không đơn giản chỉ là một vầng sáng, mà chính là sức mạnh đoạt mạng của Long Lân Phù. À! Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, tám thuộc hạ của Thẩm Bạch đều hộc máu rồi ngã trên mặt đất. Hơn nữa, Lục Yên Chi cũng nhanh chóng phóng ra những đóa hoa sen được luyện từ độc ách nan, độc khí tản về phía đám người Trình Vĩ Khang. Cẩn thận có độc, Trình Vĩ Khang từng thua thiệt bởi độc của Lục Yên Chi, hắn hét lên rồi lùi về phía sau. Tục ngữ có câu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, ngay từ đầu Trình Vĩ Khang đã rất cẩn thận Lục Yên Chi, thế nên hắn vừa phát hiện ra chỗ không bình thường đã nhanh chóng lùi về phía sau. Hét lớn một tiếng, Trình Vĩ Khang vẫn không yên tâm, từng chịu thiệt bởi độc của Lục Yên Chi, hiện tại Trình Vĩ Khang giống như thỏ con bị hoảng sợ, cực kỳ mẫn cảm. Nhưng chính sự mẫn cảm đó lại khiến hắn ta tránh được một kiếp. Sư huynh vẫn mang gương mặt lạnh tanh của Trình Vĩ Khang lãnh tiêu giật, hắn hiểu rất rõ về vị đại thiếu này, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Trình Vĩ Khang, lãnh tiêu giật cũng nhanh chóng lui về sau, ánh sáng lóe lên trong tay, hắn đánh ra chân nguyên lên hoa sen của Lục Yêu Chi, hoặc nói đúng hơn là độc ách nan. Chấm chấm chấm. Ầm. Nhưng sau khi va chạm, hoa liên được ngưng tụ từ độc ách nan lại bùng nổ, không hề chịu chút ảnh hưởng nào, ngược lại khí độc còn lan ra tứ phía. Những người đi theo Trình Vĩ Khang và lãnh tiêu giật đều là tinh anh của Vạn Linh Thánh Địa, tất cả đều có vi độ kiếp đại viên mãn. Bọn họ đều không yếu,
đương nhiên nghe được lời nhắc nhở của Trình Vĩ Khơ Nác, nhưng có người trời sinh cảnh giác, có người trời sinh kiêu ngạo. Thực lực tu vi là một chuyện, nhưng tâm tính lại là một chuyện khác. Thế nên sau khi Hoa Sen bị Lãnh Tiêu Giật đánh vỡ ra, người cẩn thận thì đã tránh thoát, còn người tự cho mình hơn người thì lại chịu thiệt. À, bốn người ăn quả đắng, bọn họ không quan tâm, hoặc nói đúng hơn là căn bản không biết độc ách nan là gì, mức độ độc ra sao. Bốn người này đều mở phòng ngự toàn thân, không hề trốn tránh, kết quả là một bi kịch. Khí độc bảy màu trực tiếp bỏ qua lớp phòng ngự trên người bọn họ, hoặc nói đúng hơn là khí độc này coi nhẹ chân nguyên, lập tức tiến vào trong cơ thể, sau đó độc tới nguyên thần, ăn mòn thân thể. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, bốn người tự cao chớp mắt đã hóa thành đống xương trắng. Bốn tu sĩ độ kiếp đại viên mãn cứ như vậy hóa thành bốn đống xương, không có sức phản kháng. Trình Vĩ Khang, Lãnh Tiêu Giật và năm người còn lại tránh thoát, đứng từ xa nhìn đống xương trắng của đồng bọn mà dùng cả mình. Đây là nhị sư huynh, lão bát, đậu tử, sư đệ. Người sống sót kêu trong đau khổ, những người chết đều là sư huynh đệ đồng môn, đã là người thì đều có tình cảm, chứng kiến đồng môn lần lượt chết đi, ai cũng đau lòng. Lúc này Thẩm Bạch cũng gầm lên, a, Dương Bách Xuyên, ta muốn giết ngươi. Những người Thẩm Bạch dẫn theo đều bị Dương Bách Xuyên dùng Long Lân Phù diệt sạch, bởi vì ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã nhắm vào người của Thẩm Bạch. Nếu Thẩm Bạch không nhanh chóng dán mấy lớp bùa chú phòng ngự lên người, cũng biết tới sự lợi hại của Long Lân Phù, nếu không thì bây giờ hắn cũng bị giết chết, nhưng dù vậy thì Thẩm Bạch cũng bị ảnh hưởng, khóe miệng ứa máu. Cách xa Dương Bách Xuyên hơn 10 mét, hắn gầm lên giận dữ, nhưng cũng chỉ gào, hắn không dám xông lên. Chính mắt nhìn bốn gã cao thủ độ kiếp đại viên mãn của Vạn Linh Thánh Địa vị Lục Yên Chi dùng động, luyện hóa thành đống xương trắng, lúc này Thẩm Bạch mới biết Lục Yên Chi chính là độc tu bẩm sinh. Thật ra ở tu chân giới, rất nhiều người chán ghét độc tu, bởi vì độc của độc tu là kịch độc, khó lòng phòng bị, huống chi còn là một độc tu bẩm sinh. Thẩm Bạch thảm nhất, trở thành tướng không binh. Bên phía Trình Vĩ Khang chết đi bốn tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, đây chính là đệ tử tinh anh của Vạn Linh Thánh Địa. Cả hai bên không ngờ Dương Bách Xuyên lại không hề bị trọng lực áp chế, hơn nữa còn có thủ đoạn như vậy. Nói cho cùng thì đây chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì trọng lực kìm hãm khiến cho Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đều chỉ định đứng quan sát, căn bản không nghĩ tới trường hợp này, bọn họ chỉ cho rằng chỉ cần dựa vào người đông sẽ có thể khiến cho Dương Bách Xuyên chết không có chỗ chôn. Kết quả là sau khi hai bên thu hẹp khoảng cách, Dương Bách Xuyên trực tiếp bộc phát tốc độ, khiến cả hai bên không lường trước, tung một đòn cực kỳ đau đớn, đây là điều mà không ai nghĩ tới. Vừa giao thủ đã khiến cho bọn họ tổn thất như vậy. Cũng nhìn ra Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi không phải ngọn đèn đã cạn dầu. Làm sao bây giờ? Bên Dương Bách Xuyên không quan tâm tới trọng lực, hơn nữa trong tay còn có sức mạnh khổng lồ của Long Lân Phù. Bên cạnh hắn ta lại còn một độc tu như Lục Yên Chi. Hơn nữa trước tiên bọn họ phải giải quyết vấn đề trọng lực áp chế, sau đó mới có thể vung đòn tấn công, chỉ riêng vấn đề này đã khiến họ rơi vào thế hạ phong rồi. Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đều không ngờ Dương Bách Xuyên lại âm hiểm xảo trá như vậy, không bị trọng lực ảnh hưởng lại còn giả vờ yếu đuối như lâm vào đại địch, cuối cùng lại đánh cho bọn họ một đòn chí mạng. Lúc này, hai bên vẫn bảo toàn khoảng cách từ 10 đến 20 mét, thế trận giằng co. Chỉ là vẻ mặt hai bên rất khác nhau, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi thì mang theo nụ cười trên mặt, mà phía Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang lại bi thương và phẫn nộ. Hiện tại, đệ tử tinh anh, thiên tài của hai thánh địa, ai cũng không dám bước ra. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi cũng không xông lên, bọn họ hao phí không ít tinh lực để kích hoạt Long Lân Phù. Dương Bách Xuyên biết sử dụng nhiều nhất 3 lần thì tinh lực trong cơ thể sẽ bị cạn sạch, thế nên chỉ có thể sử dụng 1 lần, lực lượng còn lại sẽ phải đối phó với trận chiến tiếp theo, không dám sử dụng bừa bãi. Phía Lục Yên Chi thi triển độc ách nan cũng phải trả giá, một lần dùng độc đã có thể giết chết 4 gã độ kiếp đại viên mãn, không phải ai cũng có thể làm như vậy. Có thể nói là chết chỉ trong vài giây. Lục Yên Chi chỉ là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Hơn nữa nàng cũng giống như Dương Bách Xuyên, cũng chưa độ qua đại thiên kiếp, nàng chỉ dùng độc đã có thể giết được 4 gã độ kiếp đại viên mãn, điều này đã khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ.
Với kết quả như vậy, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ, muốn dùng một chiêu giết chết bốn giã độ kiếp đại viên mãn cũng không thể làm được. Nhưng Lục Yên Chi lại làm được, hơn nữa lại vô cùng hoàn mỹ. Lần đầu tiên thi triển ra độc ách nan bẩm sinh trước mặt đám đệ tử thánh địa lại mạnh như vậy. Dương Bách Xuyên không thừa thắng xông lên là bởi vì hắn biết, hắn và Lục Yên Chi phải trả giá rất lớn, mà những người đang ở trước mặt hai người họ, ai cũng không phải ngọn đèn đã cạn dầu, lần này cho dù là thừa dịp xông lên thì cũng chiếm ưu thế trọng lực. Thú ngũ hành đã có ảnh hưởng rất lớn. Giống như đánh lén, sau đó, Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang nhất định sẽ đề phòng, tấn công lần nữa sẽ không đạt được hiện tại hiệu quả. Nếu những người này có thủ đoạn gì đó mà hắn và Lục Yên Chi không biết, vậy thì người chịu thiệt sẽ là bọn họ. Cho nên Dương Bách Xuyên cũng không có ý định đuổi theo tấn công mà đứng yên tại chỗ, lão đầu đã nói trận pháp thất tinh qua đi sẽ tự động mở ra, sau đó sẽ thu hút tinh quang, đến khi đó hắn sẽ xông vào Thiên Yêu Hành Cung, hắn không thèm ở đây liều mạng với Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang. Bây giờ chỉ cần đợi ánh sao phủ xuống là được. Nhưng hắn vẫn nên chuẩn bị tốt phản công để đối phó với bọn họ. Vừa nghĩ như vậy, quả nhiên hắn nhìn thấy đối phương muốn phản kích. Điều này cũng rất bình thường, Lục Yên Chi giết của bọn họ nhiều người như vậy, nhịn được thì đúng là thánh nhân. Dương Bách Xuyên không ngờ người đầu tiên phản kích không phải Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch, mà là thanh niên lạnh lùng bên cạnh Trình Vĩ Khang. Người này bước lên một bước, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chu. Nói các ngươi rất mạnh, nhưng các ngươi chọc phải ta, hiện tại nợ máu trả bằng máu đi. Dương Bách Xuyên nghe thanh niên tên Lãnh Tiêu Giật nói vậy, đột nhiên trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác được thanh niên này rất mạnh, rất quỷ dị. Nhớ lại thủ đoạn né tránh ách nạn chi độc của Lục Yên Chi của hắn ta, dù là tốc độ hay thủ đoạn đều không giống người thường. Sâu trong ánh mắt của người này tràn ngập sát ý, nhưng không mất bình tĩnh vì cái chết của đồng môn. Có thể làm được điều này cũng đã chứng minh hắn ta vượt xa tu sĩ bình thường. Một câu nợ máu trả bằng máu cuối cùng rõ ràng đang muốn nói hắn ta sẽ báo thù cho đồng môn đã chết. Chỉ với phần tính tính này cũng đủ làm Dương Bách Xuyên cảm thấy nguy cơ. Lập tức nói với Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chu, chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm giác người này rất nguy hiểm. Chủ nhân, có cần ta đi xử lý hắn ta không? Lúc này Đả Tiên Thạch chen lên nói chuyện. Vừa rồi Đả Tiên Thạch núp phía sau không xuất lực, lúc này có chút xấu hổ. Dương Bách Xuyên lắc đầu, cục đá, ngươi tự bảo vệ mình, hiện tại chúng ta cần phải phòng ngự, chờ đợi trận thất tinh mở ra, tinh quang buông xuống, sau đó đi vào thất tinh Thiên Yêu Cung, chém giết với bọn họ không phải cách hay. Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lãnh Tiêu Dập nói với Trình Vĩ Khang và bốn tên sư đệ còn lại, Trình sư đệ. Ngươi và bốn vị sư đệ kết trận chống đỡ trọng lực giúp ta. Trình Vĩ Khang nghe thấy Lãnh Tiêu Giật nói vậy, biết ngay Lãnh Tiêu Giật muốn làm gì, đều là đệ tử tinh anh của Điện Vạn Thánh, Thánh Địa Vạn Linh, Trình Vĩ Khang biết Lãnh Tiêu Giật sư huynh chính là nhân tài kiệt xuất. Bình thường vị sư huynh này sẽ không ra tay, nhưng khi ra tay thủ đoạn sẽ cực kỳ khủng khiếp, có lẽ lúc này hắn ta đã có biện pháp đối phó với Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Trình Vĩ Khang lập tức mang theo bốn người còn lại kết trận phía sau Lãnh Tiêu Giật, chỉ khi trận pháp thành hình mới có thể giảm bớt ước chế trọng lực lên Lãnh Tiêu Giật, làm hắn ta yên tâm đối phó với Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, đám người Trình Vĩ Khang vòng ra phía sau Lãnh Tiêu Giật để kết trận, biết ngay là để chống cự trọng lực trong đại điện, lúc này Lãnh Tiêu Giật đang tạo một pháp quyết cổ quái, ngay sau đó cả người Lãnh Tiêu Giật lóe lên ánh sáng màu trắng bạc. Trong không khí tản ra luồng khí lạnh lẽo. Ánh sáng trên người Lãnh Tiêu Giật càng sáng, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chu cảm thấy khí lạnh trong không khí càng dày. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên, sau lưng Lãnh Tiêu Giật hiện lên một tôn thần cao ba trượng, toàn thân lộng lẫy ánh bạc, mặc chiến giáp, khắc họa hoa văn huyền ảo, khuôn mặt mờ ảo không thấy rõ chân dung. Dương Bách Xuyên biết tôn thần này chính là mệnh tinh thần tượng của Lãnh Tiêu Giật. Hắn triệu hồi ra một mệnh tinh thần tượng. Hàn băng tinh quân, Lục Yên Chi kinh sợ hô lên. Dương Bách Xuyên cũng nghiêm mặt lại, Hàn băng tinh quân chính là tôn thần tinh quân cực kỳ độc đáo trong cửu thiên chi thân, vượt xa phạm vi thuộc tính ngũ hành. Dương Bách Xuyên từng hỏi sư phụ về mệnh tinh thần tượng nên cũng hiểu một phần,
tôn thần này của Lãnh Tiêu giật đại biển chí âm chí hàn. Thảo nào trong không khí bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Nhưng sự cường đại của tượng thần không phải sức chiến đấu, phần lớn có tác dụng phụ trợ sức mạnh, hiện tại Dương Bách Xuyên lo lắng tiếp theo Lãnh Tiêu giật sẽ dùng thủ đoạn gì. Vừa mới nghĩ đến đây, Lãnh Tiêu giật gầm lên, rơi băng phách, xuất kích. Lãnh Tiêu giật nói xong, ánh sáng quanh người hắn ta lóe lên rực rỡ, duỗi tay làm động tác mở rộng hai tay. Ngay sau đó một âm thanh bén nhọn chói tai vang vọng khắp đại điện. Pi pi pi. Vô số con rơi trắng màu ngân bạch to bằng nắm tay cuồn cuộn lao ra từ trong tay áo của Lãnh Tiêu giật. Từng tiếng kêu chói tai của con rơi truyền đến làm đầu óc của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đau đớn. Vô số con rơi lao ra từ ống tay áo của Lãnh Tiêu giật, sau đó hội tụ thành một con rồng dài lao về phía Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Khí lạnh tuôn ra làm Dương Bách Xuyên run lên, hắn thấy được ánh sáng từ Hàn Băng Tinh Quân đứng sau lưng Lãnh Tiêu giật phát ra vầng sáng bao phủ cả người Lãnh Tiêu giật, nơi đám rơi kia đi qua đều mọc ra băng xương. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt thay đổi, Dương Bách Xuyên hét lên, chân hỏa, phòng ngự. Sau đó hai tay của hắn chém ra một ngọn lửa khổng lồ, cả người Lục Yên Chi và thú ngũ hành cũng bốc lên ngọn lửa. Ngọn lửa của ba người hội tụ lại thành một lồng lửa, bao phủ bọn họ ở bên trong. Trên người Lãnh Tiêu giật là con rơi băng phách, hơn nữa có thêm mệnh tinh thần tượng Hàn Băng Tinh Quân, khí lạnh thấu xương vượt xa tưởng tượng, Dương Bách Xuyên chỉ có thể dùng chân hỏa để phòng ngự. Nhưng hắn phát hiện chỉ có chân hỏa của hắn còn có chút uy lực, ngọn lửa của Lục Yên Chi và thú ngũ hành hoàn toàn không tác dụng. Nhìn con rơi băng phách lao ra từ trên người Lãnh Tiêu giật. Dương Bách Xuyên biết đây là một dị thú rơi, không phải dùng pháp thuật hóa hình, nói cách khác trên người Lãnh Tiêu giật có hàng ngàn hàng vạn con rơi băng phách. Lúc này đột nhiên Dương Bách Xuyên nhớ lại, Lãnh Tiêu giật xuất thân từ Thánh Địa Vạn Linh, bản lĩnh chính của Thánh Địa Vạn Linh chính là điều khiển chỉ đạo, có thể sử dụng yêu thú tinh linh trên thế gian, trên người Lãnh Tiêu giật có nhiều con rơi biến dị như vậy cũng bình thường. Khương Thế Long trốn trong một góc đại điện nhìn hai bên chiến đấu, trong lòng sóng cuộn biển gầm. Từ lúc Khương Thế Long nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đối mặt với Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang, trong lòng bị chấn động mạnh, cho đến hiện tại. Ban đầu Khương Thế Long cho rằng, dưới sự tấn công song song của Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang, Dương Bách Xuyên sẽ bị thiệt, ai ngờ sức mạnh của Dương Bách Xuyên lại khủng bố như vậy, khởi động bùa Long Lân xử lý 8 tên thuộc hạ của Thẩm Bạch, đó chính là 8 gã độ kiếp hậu kỳ, cao hơn một cấp so với hắn ta, vừa đánh đã bị Dương Bách Xuyên đánh chết. Quan trọng hơn, Khương Thế Long phát hiện Dương Bách Xuyên không chịu sự ảnh hưởng của trọng lực ở đây, đây mới là chỗ khủng bố nhất. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước ở trong trọng lực, Dương Bách Xuyên cố ý biểu hiện chật vật, tên này quá xấu xa, từ lúc ban đầu đã tính kế người khác, lúc này mới có thể làm Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang ăn mệt. Còn có Lục Yên Chi, không ngờ lại là độc tu, sau khi Khương Thế Long nhìn thấy Lục Yên Chi thi triển hoa sen bảy màu. Trong đầu nhớ lại một quyển độc kinh từng nhìn thấy trong lúc vô ý. Theo ghi chép trong độc kinh, Khương Thế Long nhận ra Lục Yên Chi thi triển ách nạn chi độc. Ách nạn chi độc là tiên thiên độc thể, hắn ta biết ách nạn chi độc của Lục Yên Chi đã đại thành, độc khí ngưng tụ ra hoa sen bảy màu chính là chứng minh của ách nạn chi độc đại thành. Khương Thế Long từng nhìn qua trong độc kinh, ách nạn chi độc đại thành, đừng nói độc chết tu sĩ độ kiếp, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể độc chết. Tiên nhân cũng không dám tùy tiện đụng chạm vào ách nạn chi độc đại thành. Khoảnh khắc đó trong lòng Khương Thế Long cực kỳ chấn động. Lúc này lại nhìn thấy Lãnh Tiêu giật thi triển con rơi băng phách, lại bắt đầu lo lắng cho Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Lãnh Tiêu giật là độ kiếp đại viên mãn, cũng là hạng người kiệt xuất trong số đệ tử tinh ảnh của Điện Vạn Thánh Thánh Địa Vạn Linh. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi xử lý 4 tên đệ tử tinh anh của Thánh Địa Vạn Linh, chọc Lãnh Tiêu giật tức giận. Điều này đã nằm trong dự đoán của Khương Thế Long. Hắn ta lo lắng cho Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, nhưng đồng thời cũng chờ mong, tiếp theo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi sẽ tung ra thủ đoạn nào để đối phó với con rơi băng phách của Lãnh Tiêu giật. Đệ tử Thánh Địa Vạn Linh am hiểu đạo ngự thú, tu sĩ có cấp bậc như Lãnh Tiêu giật, trên người hắn ta khống chế nuôi dưỡng con rơi băng phách, tuyệt đối cực kỳ lợi hại. Cách thật xa Khương Thế Long cũng có thể cảm nhận được khí lạnh thấu xương sau khi vô số con rơi băng phách hội tụ thành long, hắn ta biết Dương Bách Xuyên chỉ dựa vào chân hỏa thì sẽ không ngăn cản được con rơi băng phách của Lãnh Tiêu giật.
Quả nhiên, sau khi vô số con rơi băng phách của Lãnh Tiêu Dật va chạm vào lớp màng chân hỏa của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, cảnh tượng tiếp theo làm người đứng xem như Khương Thế Long cũng cực kỳ sợ hãi. Chỉ thấy sau khi lớp màng lửa của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi bị con rơi băng phách của Lãnh Tiêu Dật tấn công, lớp màng không tan vỡ, nhưng ngọn lửa cháy rực trên lớp màng bị dập tắt ngay lập tức. Đừng nói Khương Thế Long kinh ngạc, ngay cả Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đứng trong đó cũng chấn kinh, sắc mặt thay đổi. Dương Bách Xuyên là người đầu tiên phát hiện chân hỏa của bọn họ bị dập tắt, bị khí lạnh của con rơi băng phách đông lạnh. Rắc rắc. Ngay sau đó, ánh sáng phòng ngự cũng truyền đến âm thanh đứt gãy, có cái khe. Thấy rõ sức mạnh khủng bố của con rơi băng phách của Lãnh Tiêu Dật, Dương Bách Xuyên thấy chân khí không chống đỡ được bao lâu, rất nhanh sẽ bị đám rơi kia phá vỡ. Đến lúc đó, chưa chắc bọn họ có thể ngăn cản được khí lạnh trên người con rơi dị chủng, sẽ bị chúng tấn công thân thể. Lúc này trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thối, khởi động mệnh tinh, con rơi băng phách của đối phương là dị chủng, các ngươi không ngăn cản được lực lượng chí âm chí hàn, loại lực lượng này có thể sánh ngang với nguyên lực của tán tiên, có thể đông cứng tất cả. Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ nói vậy, không kịp nghĩ nhiều hỏi nhiều, vội vàng thúc giục tử phủ mệnh tinh. Ngay sau đó hai mệnh tinh Thái Dương Thái M trong thân thể hắn bắt đầu vận chuyển. Đầu tiên là chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô xuất hiện phía sau Dương Bách Xuyên, phù văn màu vàng xoay tròn quanh chuông Đông Hoàng, hình thành hư ảnh mơ hồ bao phủ cả người Dương Bách Xuyên, cánh cửa U Đô đen nhánh lơ lửng trên không. Ngay sau đó, mệnh tinh thần tượng hóa thân đứng phía sau Dương Bách Xuyên. Rắc rắc ầm. Lúc này ánh sáng hoàn toàn rách nát. Sau khi mệnh tinh thần tượng xuất hiện, Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ tiếp tục nói, tác động thần tượng, khởi động chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô. Dương Bách Xuyên nhớ rõ sư phụ từng nói chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô đều là thiên phú thần thông mệnh tinh do chính mệnh tinh dị biến. Cho đến nay hắn vẫn chưa thấy rõ chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô có thiên phú gì, nhưng hắn biết phù văn trên chuông Đông Hoàng có thể luyện hóa khí độc. Còn cánh cửa U Đô có thể hấp thu lực chí âm, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Thật ra những thứ này không được coi là thần thông, chỉ có thể coi như một loại biểu hiện bản năng. Lúc này ý của sư phụ là dùng mệnh tinh thần tượng của mình khởi động chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng chờ mong, hắn biết sư phụ nói như vậy có dụng ý riêng của ông ấy. Thật ra Dương Bách Xuyên không cần tự tác động lên thần tượng của chính hắn, chỉ cần dùng suy nghĩ, thần tượng sẽ cảm nhận được. Dựa theo lời của sư phụ, Dương Bách Xuyên thúc giục thần tượng. Ngay lập tức, thần tượng cảm nhận được, thúc giục chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô. Phù văn một đen một vàng lóe sáng. Keng. Chuông Đông Hoàng phát ra một tiếng chuông du dương, tiếng chuông này vang dội hơn tiếng chuông trước kia rất nhiều, phù văn màu vàng lóe lên, chuyển động xung quanh thân ngoài của chuông Đông Hoàng. Phù văn màu đen cũng chuyển động xung quanh cánh cửa U Đô. Cảnh tượng bên trong vẫn xám xịt, không nhìn thấy gì cả, nhưng lần này sau khi cánh cửa U Đô mở ra, lực lượng truyền đến từ bên trong có lực hút vô cùng lớn, phát ra sát khí âm sát che trời lấp đất, giống như hóa thực, cực kỳ đáng sợ. Sau khi ánh sáng bảo vệ rách nát, dưới sự thúc giục của mệnh tinh thần tượng, lần đầu tiên chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô của Dương Bách Xuyên thể hiện thiên phú thần thông. Vô số con rơi băng phách nhào về phía ba người Dương Bách Xuyên. Nhưng lại bị phù văn chuyển động xung quanh chuông Đông Hoàng ngăn lại, hơn nữa chỉ cần con rơi băng phách đến gần chuông Đông Hoàng sẽ bị hóa thành từng luồng khí, trực tiếp bốc hơi. Cánh cửa U Đô càng thêm khủng bố, phần lớn con rơi băng phách đều bị cánh cửa U Đô hấp thu vào trong, giống như cánh cửa U Đô chính là một hung thú hoang cổ, có thể cắn nuốt bất cứ sinh linh gì. Một giây trước, con rơi băng phách còn làm Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi hoảng sợ. Một giây sau đã bị thiên phú mệnh tinh của Dương Bách Xuyên giết sạch không còn một mảnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là bắt đầu. Lúc này Dương Bách Xuyên giống như một tôn thần, xung quanh hiện lên dị tượng thiên địa, đặc biệt mệnh tinh thần tượng của hắn xinh đẹp giống như hình tượng của hắn. Nhưng có một điều khác biệt là, trên thần tượng của Dương Bách Xuyên phát ra một hơi thở cường đại không gì sánh được, lan tràn khắp đại điện. Lần đầu tiên thần tượng của hắn xuất hiện ngoài cơ thể, nhắm hai mắt, hai tay tạo một kết ấn cổ quái, quần áo trên người là sao trời rộng lớn, cực kỳ uy nghiêm.
chính Dương Bách Xuyên lại không có cảm giác gì. Nhưng những người khác lại có cảm giác rất khác biệt. Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi cảm nhận rõ nhất, nhìn mệnh tinh thần tượng của hắn, trong lòng có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Thậm chí Thẩm Bạch, Trình Vĩ Khang, Khương Thế Long, Lãnh Tiêu Dật cũng không thể tin được. Nhìn thần tượng phía sau Dương Bách Xuyên, lại nhìn Dương Bách Xuyên, bọn họ chưa bao giờ biết mệnh tinh thần tượng lại giống hệt bản thân. Dương Bách Xuyên này tuyệt đối là quái thai. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, thế giới rộng lớn chuyện lạ gì cũng có, bọn họ chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe qua không đại biểu không có, có lẽ mệnh tinh thần tượng lớn lên giống hắn chỉ là trùng hợp. Điều này không quan trọng, quan trọng nhất là bọn họ đều cảm nhận được hơi thở khủng bố phát ra từ mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên. Đứng trước hơi thở này, dù là Thẩm Bạch, Trình Vĩ Khang, Khương Thế Long hay Lãnh Tiêu Dật đều sinh ra cảm xúc muốn quỳ lạy. Mọi người đều biết mệnh tinh thần tượng chính là hòa thân của muôn vàn đại đạo, là pháp tắc lực lượng của đại đạo trong vũ trụ, là một tôn thần. Thần tượng có uy áp hơi thở càng nặng, thuyết minh cấp bậc càng cao, tiềm lực thiên phú của người đó sẽ càng lớn. Từ điểm này, tiềm lực thiên phú của Dương Bách Xuyên cực kỳ yêu nghiệt. Trong tất cả những người có mặt ở đây, chưa ai gặp phải tình huống này, gặp phải hơi thở của một mệnh tinh thần tượng làm người sinh ra cảm xúc muốn cúng bái. Tất nhiên bọn họ cũng biết hơi thở của thần tượng cũng chỉ là hơi thở, không đại biểu thực lực. Nó đại biểu tiềm lực sức mạnh, thiên phú trên con đường tu luyện. Lãnh Tiêu Dật nhìn con rơi băng phách bị cánh cửa đen nhánh sau lưng hấp thụ gần như không còn, bị hóa giải dễ dàng, sắc mặt thay đổi. Nhưng dù sao hắn ta cũng là tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, cũng là người xuất sắc trong các đệ tử tinh anh của Điện Vạn Thánh Thánh Địa Vạn Linh, là nhân tài kiệt xuất. Tu vi cao sâu, cũng gặp qua rất nhiều đại trận. Mặc dù con rơi băng phách bị Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn quỷ dị hấp thu, nhưng Lãnh Tiêu Dật không hề lùi bước. Đặt đầu ngón tay vào chính giữa trán, ngay lập tức giữa trán xuất hiện một vết máu. Ngay sau đó Lãnh Tiêu Dật há mồm phát ra tiếng hét chói tai. Tiếng thét dài này tương tự với tiếng kêu của đàn rơi lúc nãy, nhưng càng thêm chói tai. Từ trong tiếng thét dài này, Dương Bách Xuyên thấy được từng vòng gợn sóng phát ra từ trong miệng Lãnh Tiêu Dật, thứ này chính là chân nguyên khí vòng, ngay từ đầu chỉ là một đám vòng khói nhỏ, ngay sau đó càng lúc càng lớn đánh sâu về phía Dương Bách Xuyên. Đây là công kích sóng âm, giữ vững nguyên thần, trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên lời sư phụ nói. Dương Bách Xuyên vội vàng ổn định nguyên thần, thúc giục mệnh tinh, phóng to chuông Đông Hoàng, bảo vệ Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, đả tiên thạch dưới chuông Đông Hoàng. Tránh việc bọn họ bị lan đến. Keng keng. Sóng âm của Lãnh Tiêu Dật va chạm với âm thanh của chuông Đông Hoàng, làm chuông Đông Hoàng chấn động. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm giác được rất rõ chuông Đông Hoàng đã bị ảnh hưởng, trong lòng kinh sợ, nhưng cũng may chống được một đòn này của Lãnh Tiêu Dật. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại nhìn thấy hai tròng mắt của Lãnh Tiêu Dật thay đổi, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu bạc, hơn nữa chiếu ra cột sáng dài 3 mét. Đột nhiên thân cao của Lãnh Tiêu Dật tăng lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu bạc, dương cánh dài 5-6 mét, nhìn kỹ thì đó là cánh rơi. Trên cánh rơi màu bạc có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu giống như mạng nhện. Gào. Tiếng gầm rú truyền ra từ trong miệng Lãnh Tiêu Dật, cả khuôn mặt hắn ta bắt đầu thay đổi. Chỉ trong một giây, một con rơi cao 3 mét xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Ngoại trừ hai cái đùi đứng thẳng là chân của nhân loại, nửa người trên hoàn toàn yêu hóa, biến thành con rơi. Gào gào, một cái miệng to rộng gầm gừ, nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Cả người tản ra hơi thở cường đại kinh người. Tiểu tử thối, cẩn thận, không ngờ bây giờ còn có thể ngự thú hợp nhất. Người này không đơn giản, đừng đánh chính điện, lát nữa đánh phải cẩn thận đừng bị cắn. Âm thanh của Vân Thiên Tà vang lên, nghiêm túc nhắc nhở. Ngự thú hợp nhất, đó là gì? Dương Bách Xuyên biết sư phụ đang nói đến Lãnh Tiêu Dật, nhưng hắn lại không hiểu ngự thú hợp nhất mà sư phụ nói là gì. Nhưng hắn biết Lãnh Tiêu Dật nửa người nửa yêu lúc này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ngự thú hợp nhất là một loại phương pháp tu đạo, tu sĩ dùng bí pháp dung hợp yêu thú và thân thể của mình, cuối cùng đạt được thiên phú của yêu thú, loại dùng hợp thần hồn và thân thể này cực kỳ khó khăn. Thuật tu luyện này đã biến mất từ rất lâu về trước, không ngờ bây giờ còn có thể nhìn thấy, rất không dễ dàng,
mặc dù không phải dung hợp ngự thú đại thành, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Tóm lại nên cẩn thận, không thể coi thường tốc độ và lực lượng của hắn ta, quan trọng hơn đừng để bị cắn, nếu không thuộc tính thiên phú sau khi biến thân của đối phương có thể đông cứng lại nguyên thần của con. Nhưng phương pháp này cũng có điểm yếu, đó là cực kỳ sợ hãi ánh sáng cực nóng, con có thể dùng thử sức mạnh của mệnh tinh thái dương, nhưng vi sư không đảm bảo có hiệu quả hay không. Được rồi, hắn ta đã tấn công đến rồi, tiểu tử, đánh cho cẩn thận. Vân Thiên Tà nói xong, yên lặng biến mất. Dương Bách Xuyên nghe xong trợn trắng mắt, nghe lời nói của sư phụ, thấy thế nào cũng tràn đầy sự vui sướng khi người gặp họa, nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết, lời cuối cùng của sư phụ cũng có chứa một chút lo lắng. Nếu sư phụ có thể quen biết ngự thú hợp nhất, chắc chắn sẽ có cách hàng phục. Chẳng qua không nói cho hắn biết, mục đích cuối cùng là muốn mài giũa chính mình. Nếu đã như vậy, không có gì phải sợ. Vừa lúc Dương Bách Xuyên cũng muốn thử xem cực hạn của mình ở đâu, đây là trận chiến đầu tiên sau khi tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, mặc dù chưa vượt qua đại thiên kiếp, chân khí trong cơ thể còn chưa chuyển hóa thành chân nguyên, nhưng thực lực lại thực sự tăng lên. Hơn nữa, từ sau khi thần tượng xuất hiện, khởi động uy lực của hai mệnh tinh, hắn rất rõ ràng sự cường đại của chúng. Nghĩ lại thì hắn có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, từ sau khi thần tượng xuất hiện, thiên phú thần thông của hai mệnh tinh càng mạnh thêm. Chẳng qua Dương Bách Xuyên biết còn cần phải có thời gian dung hợp. Thiên phú thần thông cũng cần phải được sử dụng thuần thục giống như chiến kỹ thần thông, còn có thần thông mà sư phụ truyền thụ, hiện tại hắn đã luyện thành chiêu đầu tiên Kim Cương Chí Tôn và chiêu thứ hai Trường Sinh Chí Tôn, uy lực chiến đầu không hề yếu. Còn có kiếm quyết Hắc Liên, đã đạt đến 4 hóa 8, bát hoang quy nhất, là chiến kỹ cao cấp nhất trong số chiến kỹ thần thông, với thực lực hiện tại, hắn có thể phát huy ra được 10 phần uy lực. Về phương diện pháp khí, kiếm đầu long không cần phải nói, ngay cả sư phụ cũng không nhìn rõ nó, đồng thời hắn đã có thể khống chế kiếm khí huyền hoàng. Còn có bùa long lân, tất nhiên bùa long lân quá hao phí tinh nguyên, không thể sử dụng quá nhiều, nó dùng để sử dụng trong chiến đấu quần chúng, không thích hợp sử dụng trong tình huống hiện tại. Trong cơ thể hắn còn đang nuôi dưỡng pháp trượng vạn linh đã bị hắn luyện hóa, pháp trượng vạn linh là pháp trượng của người cấp bậc thánh chủ, cũng là đồ của thánh địa vạn linh. Dương Bách Xuyên xấu xa nghĩ thầm trong lòng, nếu hắn cầm pháp trượng vạn linh đối phó với Lãnh Tiêu Giật, đến lúc đó tình hình sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị, Lãnh Tiêu Giật cũng là đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh mà đúng không? Hơn nữa tác dụng lớn nhất của pháp trượng vạn linh là khống chế, ha ha. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên mỉm cười. Cầm kiếm đầu long, khởi động hai mệnh tinh, chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô. Mệnh tinh thần tượng sáng rực lên. Tiểu Ngũ, Yên Chi, ba người các ngươi chăm sóc tốt cho bản thân, ta đi đấu với Lãnh Tiêu Giật, chú ý sự biến hóa của trận thất tinh. Dương Bách Xuyên dặn dò Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi. Vâng, Dương đại ca cẩn thận. Chủ nhân, yên tâm đi. Gào. Lúc này Lãnh Tiêu Giật gầm lên, trong miệng phát ra âm thanh không phải người cũng không phải tiếng kêu của con rơi. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên giơ kiếm lên, chém xuống. Bát hoang quy nhất, chém. Dương Bách Xuyên nhìn thấy thịt cánh sau lưng Lãnh Tiêu Giật lập lòe ánh sáng bạc, biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, giống như thuấn dị. Không nắm giữ được quỹ đạo. Hắn giơ kiếm phòng ngự. Một chiêu này của kiếm quyết Hắc Liên là chiêu nhanh nhất mạnh nhất hắn có thể thi triển. Dưới một kiếm này. Cho dù tốc độ của Lãnh Tiêu Giật nhanh đến mấy, hắn cũng có thể phòng ngự trực diện. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy thân hình cao 3 mét của Lãnh Tiêu Giật xuất hiện trước mặt mình. Nhưng lại bị một kiếm của hắn chặn lại. Từng luồng kiếm khí màu bạc tản ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đôi tay yêu hóa của Lãnh Tiêu Giật, hoặc nói đúng hơn là móng vuốt con rơi, chống đỡ trực diện với kiếm đồ long của mình. Kiếm khí cường đại va chạm với móng vuốt sau khi yêu hóa của Lãnh Tiêu Giật. Điều làm Dương Bách Xuyên kinh ngạc là móng vuốt sắc bén của Lãnh Tiêu Giật không thua pháp khí, va chạm trực diện. Sau khi tiếng nổ kết thúc, Dương Bách Xuyên lui về sau 5-6 mét. Nhưng Lãnh Tiêu Giật lại không hề lùi về sau. Sắc mặt Dương Bách Xuyên nghiêm lại, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại truyền đến từ trong móng vuốt của Lãnh Tiêu Giật, cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải chiến kỹ bát hoang quy nhất của mình kém, mà là lực lượng trong cơ thể của đối phương mạnh hơn hắn.
chân khí và chân nguyên, chỉ khác một chữ thôi nhưng khác nhau một trời một vực. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Dương Bách Xuyên biết chính mình yếu ở lực lượng, cần phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần sơ ý, bị Lãnh Tiêu Giật đánh trúng, chính mình sẽ bị thương nặng. Điểm yếu về lực lượng có thể bù lại thông qua chiến kỹ thần thông, cũng may chiến kỹ thần thông trên người hắn đều là thần thông đứng đầu, còn có thể dùng được. Dương Bách Xuyên biết ưu thế lớn nhất trong cơ thể hắn là chân khí, mặc dù không thể chuyển biến thành chân nguyên, nhưng xét về số lượng lại gấp 10 lần tu sĩ bình thường, nó có thể chống đỡ cho hắn không ngừng thi triển chiến kỹ thần thông cơ sở, nếu không hắn thật không dám đánh trực diện với Lãnh Tiêu Giật. Không nói đến việc bây giờ Lãnh Tiêu Giật đang ở trạng thái yêu hóa, cường đại hơn lúc nãy rất nhiều, chỉ nói về cảnh giới tu vi, Lãnh Tiêu Giật ném Dương Bách Xuyên một khoảng lớn. Nếu không phải căn cơ của Dương Bách Xuyên tốt, khai thác ra được tử phủ cường đại từ cơ sở kim đan thập toàn thập mỹ, có thể chiến đấu vượt cấp, hắn đã bị tu sĩ có cấp bậc như Lãnh Tiêu Giật đánh bại trong một giây. Lúc này Lãnh Tiêu Giật thét dài, lao đến chỗ Dương Bách Xuyên, cực kỳ mạnh mẽ, một đôi cánh rơi chớp một cái có thể bày ra tốc độ ngang với Thuấn Di. Dương Bách Xuyên biết uy lực của kiếm đồ long không đỡ được Lãnh Tiêu Giật, cần phải suy nghĩ cách chiến đấu khác. Mặc dù chiến kỹ thần thông vượt xa người thường, nhưng điểm yếu là lực lượng và chất lượng chênh lệch nên không có năng lực để đối phó. Sở trường đặc biệt của Thánh Địa Vạn Linh là ngự thú, Pháp Trượng Vạn Linh là pháp trượng phụ trợ khống chế, đặc biệt đối với yêu thú, bẩm sinh đã khắc chế, bởi vì Pháp Trượng Vạn Linh được tạo ra chuyên nhằm vào việc khống chế yêu thú. Mặc dù Lãnh Tiêu Giật là người những đang ở trạng thái yêu hóa, ngự thú hợp nhất là nửa người nửa yêu. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thú vị khi nghĩ đến việc dùng Pháp Trượng Vạn Linh đối phó với trạng thái yêu hóa của Lãnh Tiêu Giật. Ngay sau đó Pháp Trượng Vạn Linh xuất hiện trong tay, khóe miệng của Dương Bách Xuyên cong lên. Ha ha, nếm thử thánh khí của thánh địa các ngươi đi, hy vọng sẽ không làm ngươi thất vọng. Dương Bách Xuyên nói xong, khởi động Pháp Trượng Vạn Linh, phù văn chuông đông hoàng trên người hắn chuyển động thành hư ảnh bao phủ lấy hắn, tạo thành lớp phòng ngự, phù văn màu đen của cánh cửa U Đô chuyển động. Sẵn sàng mở ra cảnh cửa U Đô bất cứ lúc nào. Hai mắt nhắm lại, thần tượng cao ba trượng lóe sáng chói mắt, phát ra ánh sáng trang nghiêm. Lúc này, trong tay Dương Bách Xuyên đang cầm Pháp Trượng Vạn Linh, thật sự giống như một tôn thần. Sau khi khởi động Pháp Trượng Vạn Linh, Pháp Trượng bộc phát ra ánh sáng màu xanh sẫm, chiếu sáng phạm vi 9 mét. Ngay sau đó thân hình của Lãnh Tiêu Giật hiện lên không chỗ che giấu dưới vầng sáng của Pháp Trượng Vạn Linh, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Dương Bách Xuyên, ngươi vô sỉ. Đây là tiếng mắng của Lãnh Tiêu Giật, hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ dùng pháo trượng thánh khí của Thánh Địa Vạn Linh để đối phó với hắn ta. Lãnh Tiêu Giật mắng xong, lùi về sau, né tránh phạm vi vầng sáng màu xanh sẫm của Pháp Trượng Vạn Linh, dường như rất kiêng kỵ. Có một chuyện Dương Bách Xuyên không biết là Lãnh Tiêu Giật sợ nhất Pháp Trượng Vạn Linh của Thánh Địa Vạn Linh bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.